đầy gió trong nắng chiều là màu mát. Hello, xin chào mọi người. Hãy dâu, hãy dâu, hãy dâu. Hello anh em nhá. Không cần mang giày cao gót, không cần phấn son cầu kỳ, mà em vẫn làm anh mơ đêm ngày. Lâu rồi nhỉ. Xong em để mắt phép thế nhỉ. Hello mọi người nhá. Bé thuê gái ấy. Bé thể nghĩ tiếc mấy cứt giờ thể. Không ấy thì cho du di vào đi. Du di nó giả gái cũng được ấy. Chịu không? Rõ hình đó. Anh em có chịu không? Thay vì thuê gái thì anh em mình cho du di vào đi, chịu không? Du di em thèm vào. Thèm vào có thèm ra đâu. Hello mọi người. Tìm dáng ai trong tình ước nào, dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ. Ngày mà em vừa đi, giọt buồn còn vướng trên bờ mi. Hello mọi người. Chào Minh nha, hello Huy nha. Bây giờ ý nhìn những người lúc quá trình như này đã thấy kém cỏi rồi. Hello Ngàn Hoàng Tiềm Năng nha. Hello Hải Yến, hello Cao nha. Hello mọi người nha. Chào Phúc, hello Khang. Chào Kem Kaka nha. Hello Kiến nha. Hello Nguyễn Thầy Vũ, chào Ngọc Trung, hello Mili nha. Hello em, chào Thành Đạt nha, chào mọi người. Sau đây chào anh em nha. Em dối lòng xem như là người dưng, bao kỷ niệm hoen mi lại trào dâng. Hello mọi người. Ủa hôm qua tôi chưa trả kéo hát cho anh em đấy. Anh em muốn tôi trả kéo hát không? Mình tỏ, mình tỏ, mình tỏ. Đây rồi bữa ơi. Nay Việt có đại gia trả thêm 40k à? 300. Nói nó phải chuẩn. 300. Ngày mình có nhau trọn tình ước ao. Đâu xem nào. Đi nhỉ. Đợi xíu anh em ơi. Để tôi trả kéo hát cho anh em nhé. Tôi bùng kéo hát tôi cũng thấy ngại lắm anh em ạ. Hẹn em kiếp sau đi. Yeah. Bài này bản quyền đấy anh em. Nếu có sập like tôi tắt đi like lại nhé. Mình tóm, mình tóm. Quay vào mối phụ hoa ông nhỉ. Các bưởi. Yên tâm em ơi. Hoa, hoa. Hoa trái mùa hoa trong tàn phai, chớm nở một lần. Hoa tàn hoa để cho ai. Yêu trai thời tình sớm lụi tan, vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai. Hỏi trời cao ơi tình là chi, vừa gặp nhau đã vội biệt ly. Nhìn em bước theo người khuất dần, anh chỉ lặng thinh. Tưởng rằng may mắn tìm được nhau, nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ. Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phần, hẹn em kiếp sau. Kiếp này thôi tìm đến nhau, mây về với nắng của trời, em về vui với ai kia. Hẹn em kiếp sau sẽ không để lạc mất nhau, nắm tay đi tới cuối đời. Kiếp này chỉ mong thấy em một đời em mà. Có những thứ ấy chưa kịp nói ra, những tiếng lòng cô đọng, dòng tin nhắn chưa gửi người tối qua, những lá thư tay từ trang viết viết mà còn dang dở. Em ra đi bỏ mặc anh ôm lại sự than thở, nhưng yêu thì cũng đã yêu rồi, đau thì cũng đã đau rồi, nước mắt ơn cũng đã lau rồi. Mình chẳng còn là gì của nhau rồi, cũng giống như cây và chiếc lá.
rồi quý cũng sẽ tàn phai. Chuyện tình mình thật tiếc quá, đi đường dầm một bỗng dưng lại thành hai. Anh còn nhớ được kịp được thổn thức, nhớ cả thói quen, nhớ buổi chiều hôm ấy mình bên nhau trong lòng nhiều rối ren, nhớ hạt xương còn vương trên mi mắt, người vội quên lau, nhớ đôi bàn tay mình siết chặt, sao bây giờ người lại vội quên mau. Nhưng em ơi, mình vẫn còn cả chặng đời, hay chỉ là cảm xúc chơi vơi. Em đừng lo vì anh sẽ đợi, anh sẽ đợi em ở kiếp sau. Ngày về lắng bên thềm, ngày đàn hạc giải cánh nối tiếp nhau, là ngày anh sẽ quay về bên em. Kiếp sau sẽ không để lạc mất nhau, nắm tay đi tới cuối đời. Kiếp này chỉ mong thấy em, hẹn em kiếp sau sẽ không để lạc mất nhau, nắm tay đi tới cuối đời. Kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên. Uầy mẹ mày đỉnh vãi cứt thề. Uầy anh em nghe tôi hát thêm bài nữa. Tôi sẵn sàng trả kèo thêm bài nữa. Mẹ mày đỉnh vãi cứt. Vô game đi các bưởi. Hello. Khi mà ca sĩ hát xong thì người lịch sự người ta sẽ vỗ tay anh em ạ. Hay à? Đỉnh vẽ cất gì? Nha. Liên anh em ơi. Mẹ ông là nào có mic à? Vũ số kêu này. Lớp mọi người nhá. Anh Việt biết tin gì chưa? Nam sinh lớp 9 đang đau bụng nghe anh Việt hát. Thằng cha mày. Mẹ mày, anh hát mà thằng kẹo nó chia tay người yêu anh hát bài đấy, mẹ mày nó khóc mấy hôm đấy em ạ. Nó vừa nghe anh hát nó vừa khóc đấy. Mày đừng có đùa. Cày vãi lìn thề. Lại còn biết tin gì chưa. Má. Mình tóm. Uầy, hay là tôi làm một bài rap bung lổ đấy. Đợi tí để tôi đổi bộ đồ đã anh em ạ. Không, nếu một bài rap thì tôi hát được đấy anh em. Hay là mình làm bài người âm phủ đi. Bài đấy một lần tôi thể hiện cái mẹ. Cũng làm mẹ thằng tôi thể hiện bài đấy đúng một lần. Thằng kẹo nó cũng mẹ mày khóc đi anh em. Đừng mấy cứt thể. Nhớ vô kia mẹ. Từ từ đợi tí đổi luôn cái mũ cái. Thôi cái mũ này đi. Để tìm mặc thêm cái tớt đấy, lại đổi nhầm cái áo thôi. Thế thì nó có dở hơi không? Đợi tí anh em. Mẹ sao không có quả quả nào nhìn nó chất chơi người rơi một tí nhỉ? Này quả này nhìn chất chơi người rơi này. Mẹ đeo khẩu trang, thử kệ đi. Ok. Quả tóc này đi rồi. Mẹ mình nhìn bảnh trẻ thế nhỉ? Anh ghép em cái à? Cái gì? Dở vãi. Mẹ thề. Thế thì tôi lại phải làm thêm bài nữa để lấy lại phong độ cho mình. Bài gì nhỉ? Đánh đổi Obito. Đánh đổi Obito karaoke. Đây rồi. Bài này cũng bản quyền luôn. Mẹ mình chất vãi cứt. Đợi tí. Đây nhá. Lại nhá. Làm đúng lần duy nhất thôi nhá. Anh em đừng để ca sĩ phải bực nhá. Yeah. Let's go. Đừng ngu. Cái thế nhỉ. Yeah. Tao đánh đổi mà Damien dốc viên những bài nhạc hay nhất cuộc đời. Gì sản là nguồn cảm hứng fan theo răm rắp nhạc tao thuộc lời. Trên bàn tiệc của tiên và quỷ, tao là thằng duy nhất được mời. Mọi thứ đổ dồn hết vào tao như kiểu tao là một ván cược hời. Tao là đứa con của mặt trăng, mang năng lượng mặt trời. Cuộc đời xoay tao như trực thăng, vẫn vượt lên như thể gặp thời. Tao không vứt đi bản chất tao như mấy thằng khác để ví được lời. Nếu mày cũng mặt lặng mày nhẹ việc không đồng ý thì tôi được rồi. Sao ao cho anh si lời chúc phúc bay trên bầu trời. Em mong anh hãy nói với mẹ cuộc sống con giờ đã đỡ cực rồi. Hai anh em đã đổ nước mắt nhiều câu chuyện về những người tôi. Sự đánh đổi lấy bay. Miệng nhanh vãi cứt. Chị ơi anh em ạ, thề. Ca sĩ bó tay rồi. Tại sao người ta có thể đáp nhanh như được như thế nhỉ? Mẹ líu hết cả lưỡi. Vô game đi các bưởi. Thằng cu đâu? Vô anh em này. Anh em cho xem này.
Thằng á, ôi hôm qua vừa xuống qua vừa xuống Bạch Kim 4 nay đã leo được lên 5 sao rồi. Qua nó vừa xuống đồng xong anh em đây. Mẹ leo nhanh đấy nhỉ. Chui xong đầm đất cái khác, có khác nhỉ. Lào em ơi. Mày ban cho tao thằng kẹo mẹ mày vĩnh viễn đi em. Mày thề cay với cứt. Vô đi cấp 10. 72 à 7727993. 7727993. Bây giờ tôi đang có 400 trong Play Duo. Anh em mình có lên thuê gái nhỉ? Nếu mà tí nữa anh, bây giờ thằng cu kia nó đang nợ tôi 300. Nếu tí nữa nó trả thì tôi sẽ thuê một chị. Thuê chị nào nhỉ? Uầy, mẹ mày chị này mẹ còn đi bơi luôn ạ. À, mẹ đừng vãi mà cứt. Mẹ thuê chị nào nhỉ? Mẹ chị này 100.000 một giờ. Xếp. Chị Mimi 70.000 một tiếng này. Tôi nghĩ là lên thuê chị không có chị nào xinh xinh nhỉ. Đây, chị này đi. Đâu xem chị này ra nào. Uầy, mẹ không được anh em ạ. Thôi để tí nữa chọn sau nhá. Đấy nữa anh em mình sẽ chọn một chị. Thuê chị 200k đi anh. Thôi em ơi. Anh mới đâu được ra tiền đấy em. Anh chưa cướp được tiền đâu ạ. Rồi anh em yên tâm. Để tí nữa tôi xem có chị nào xinh xinh không tôi thuê. Nhảy thị trấn xưa này. Ngoài lâu lắm chưa thuê đấy, 2 năm trước mới thuê. 2 năm trước thuê một chị. 2 năm trước thuê một chị gì nhỉ? Chị Miu chị gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Rồi, hôm nay lại thuê thêm một chị nữa nhá. Để xem các chị có bắn Free Fire không. Đúng mọi người. Nhưng mà sao nhìn trên đấy chị nào cũng xinh ấy nhỉ? Là Photoshop. Là chỉnh ảnh, đúng không? Chị Miu 65k một tiếng à? Mẹ thuê chị một củ đi. Đã bảo rồi. Mẹ tháng em kiếm được có 1 triệu thôi. Em trả tiền điện hết mẹ 900 rồi. Còn có 100. Chị ra giá 200 một tiếng. Chị đòi 200 một tiếng. Mẹ mày đào đâu được ra tiền nữa anh em. Cướp đâu được tiền. Khổ quá cứt. Không biết có cho trả góp không. Cẩn thận đấy bởi. Ở bên này nè. Ma là em ăn cứt rồi. Cứu người đẹp trai với. Hỏng rồi, hỏng rồi. Mẹ đá lên rồi. Ôi thôi. Bỏ đi em ơi. 182 đam ạ, ma nó thề. Hết máu anh em. Đã trận đầu ngày thôi. Em ơi. Ui vai cứt thề. Cú vai lên. Tủ hộp loại anh mất 5 cái thẻ. Mất 5 cái thẻ bảo vệ rách rồi đây. Ma mày 182 đam không kill MVP ạ. À. Tuyệt dữ. Zin bịp này. Zin bịp này. Zin bịp có chơi không? Zin bịp vào đi em. Alo. Mày có chơi không? Mày nói một câu. Anh gánh mày lên đồng 2. Mày có chơi không? Chơi. Nhìn khổ vãi lìn tề, tắt anh cái quạt đi mới. 7928693. Tắt anh cái quạt đi. Không. Thế sao mình lại đeo được lên tận đồng 1 đi gì? Mình bấm hack hả? Mình bấm hack cái kiểu gì mà mình leo kinh khủng vậy? Có thuê được 15 phút không? Mẹ 15 phút chị vào chị chửi cho. À thề. Hay để mai thuê đi. Hay để mai thuê đi anh em ạ. À. Thuê chị 30 củ đi anh. À thuê chị 3 củ đi anh. Rồi. Thuê. Nếu thuê thì thuê. Thôi để mai thuê đi. Nha. Mai thuê đi. 200k đó để donate ngon hơn à.
Anh nói thật 200k đấy, mẹ mày trích ra 100k tao giải cho anh em 100k đốt túi nó hợp lý hơn này. Mẹ thuê làm cái khố dài gì 200k. Người nổi tiếng hả? Mẹ cứ ca sĩ hả? Mẹ lần trước thuê chị kia mẹ đã bo thêm 20 rồi. Mẹ bảo hát đi, nhất quyết không hát đi em ạ. Mẹ cay thế. Bảo ơi chị hát một bài đi. Không, chị không hát. Cày vãi lìn đi em ạ. Rồi, để mai thuê nhá. Ủa sao cái dù đẹp thế? Dù đẹp vậy. Em ơi, dù này của người đại cao thủ đây. Mình danh đồng làm sao mình hiểu được? Mình danh đồng một làm sao mình hiểu được nhỉ? Okay. Hiểu thế nào được chứ nhỉ? Ok. Mày biết danh thách đấu với danh mẹ đồng một nó cách nhau như nào không? Một thằng thì danh cao nhất Free Fire, một thằng thì danh mẹ mày danh gỗ thì danh thấp nhất Free Fire. mày kể cho anh xem danh nào thấp hơn cả đồng một nữa anh nghe xem nào. Nếu tính theo tính chất bắc cầu là mày phải gọi anh bằng cụ em ạ. Cụ Việt. Mày phải gọi, mày cũng phải gọi anh là bậc thầy hiểu không? Kém lắm em ạ. Bảo chị hát hay em bo à? Mẹ ở lần sau đúng rồi, lần sau phải bảo chị hát đi thì em mới bo. Đúng. chị không hát em không bo. Lý hợp với anh em ạ. Mà mắc gì mình phải bo nhỉ? Mẹ cái đấy nó không có cái chế độ trả tiền sau nhỉ? Có chế độ trả tiền sau thì mình làm cho chị quả trôn Việt Nam. Thuê được một tiếng sau anh em mình sẽ kiểu biến mất khỏi thế giới hiểu không? Bung keo. Rồi nói chứ người ta cũng làm vất vả. Anh đẹp trai vậy ấy. Em ơi, em biết mẹ về thế giới phải sinh ra cái từ đẹp trai để miêu tả nhan sắc của anh không? Khổ lắm em ạ. Nhưng mà em nghĩ đẹp trai cũng không sung sướng gì đâu. Nhiều khi mình ra đường mẹ, người ta thấy mình đẹp trai quá cứ xin chụp ảnh cùng. Khổ thật đấy kìa. Hello anh em Dung Di đẹp trai nè. À ừ, mày mới đổi tên thành BQT à? Gaming à? Cái BQT là cái quần dẹp của em đi. Hả? À Bùi Quang Thọ. À Bùi Quang Thọ. Rồi hiểu rồi. Bùi Quang Thọ Gaming. Ok em. Đấy trận sau vào bướm này. Thọ bướm Gaming. Anh tớ tí. Oh shit. Cái gì vậy trời? Cả KS kìa. Kêu happy. Không đâu bỉ. Kêu đi, Việt đi. Ừ. Còn một thằng nó bên ngoài kìa. Rồi. Tí vào. Má tèm vãi cứt để một đứa nó cân 2. Mẹ sợ thật. Mình máu ấy. Có một đứa thôi đây để nó cân 2 thì có hỏi là có ngu chưa? Bình thường. Mình thằng Huy nó còn ngu, nó còn khôn hơn mày một tí đấy. Mày còn ngu hơn cả thằng Huy một tí. Thề. Ngu nhưng mà có người gánh xem bên Việt đây. Lô mê cầu lông nha. Quẩy lại nói đến mê cầu lông. Trong con đoàn anh có thằng bị nghiện cầu lông mẹ bẩm sinh. Mẹ nó kể một cái vợt nó mua giá 2 triệu. Lo ánh khoảng độ lửa tháng là nó gãy, nó lại mua vật mới. Ui vãi thằng cứt. Mẹ thằng Tướng ấy. Mẹ sợ hãi thật đi nghe bạn. Thằng tôi cũng định đi oánh cầu lông. Tôi rủ bọn bạn tôi đi oánh cầu lông mùa hè này. Mùa hè này tôi rủ là mùa hè này anh em mình không đi chạy nữa. Anh em oánh cầu lông đi cho nó khỏe người. Bọn bạn bảo là Việt ơi mẹ oánh cầu lông chỉ dành cho bọn mẹ giới thượng lưu, giới nhà giàu thôi. Anh em mình chạy cho miễn phí. Thế là xong. Ông tôi lên tôi tra mẹ một cái vợt cầu lông bao tiền. Uầy. Mẹ mày bằng một cách thần kiều đấy có cái chỉ rơi vào khoảng 200. Có cái mẹ mày 270 mấy triệu. Mẹ mày phải cứ. Mẹ. Em dùng 100 Z 2 5 vẫn ngon. Đấy. Không biết nữa em ạ. Thằng Tường quân đoàn anh nó vụt cầu lông thì nó cay, nó thua cay quá, nó còn đấy gãy nó quánh nhau luôn cơ mà. Bảo sao chả nhanh gãy.
Dì nơi thì mình đã sắp lên Đồng Hai chưa để anh gánh lên Đồng Hai nhỉ? Không. Hả? Quậy. Hôm nay mẹ tôi mua nước gội đầu khác mẹ mình. Gội đầu xong ngửi tóc mình thơm mấy lìn. Anh bảo thật với mày chứ đây là qua màn hình chứ nếu mà trực tiếp anh đưa đầu ra cho mày ngửi luôn. Thật. Thơm mấy trường. Tóc mây thơm mùi có. Anh Việt dùng vô cái đầu gì em dùng clear. Anh dùng cái gì mà nó có cái mùi kẹo ấy nhỉ? Quên là không nhớ. Bao giờ nước gội đầu để trả tiền cho anh đi. Thì anh sẽ nhớ cho nó tên là gì em ạ. Trả tiền quảng cáo. Giờ không nhớ gì cả. Mẹ. Dùng clear nó bị sơ tóc. Em ơi. Dùng clear nó bị sơ tóc. Mẹ dùng cái dầu gội thì quên bà rồi. À, bắt được một con cá. May hả bưởi, thằng này giàu nhỉ. Nạp cả tiền mua skin đi. Thì cái S của người đẹp trai đây. Bắn gà đẹp trai cái gì. Cái người danh đồng thì mình đừng có phát biểu nhặng nữa. Khổ lắm, anh đã gánh lên Đồng Hai nè. Là một sự hạnh phúc trong đời rồi. Không cảm ơn thì thôi đi. Chắc gì đã đánh giỏi à? Ui giời, cái thằng đi thì nó làm gì chả ngu vậy. Nó giỏi, cái việc làm giỏi nhất của nó chỉ là ăn cơm với uống nước mía thôi. Đấy, hai việc giỏi nhất của nó chỉ có ăn cơm với uống nước mía là giỏi thì còn làm ăn có ra cái gì đâu. Lắm. Gì nay trận đầu ngày anh vừa được cộng không điểm. Em chơi ẩn roi. Đánh ra là nó trừ 4 mấy rồi đấy. Anh Việt bắn hay mà sao cậu không điểm này? Em ơi, mình anh bắn hay thì không đủ, phải cả tem bắn hay nữa. Anh cân 3 rồi, bắn yếu 1 rồi, lúc 3 yếu 1 rồi, 3 thằng không ăn được thằng cuối. Bó tay. Em thì hơn 2 năm rồi, kinh khủng nha. Nhắn hoài trả rép. Mẹ em ơi, thông cảm anh cái mẹ mày thề. Một cái like mẹ mày bao nhiêu nghìn comment, sao đọc được hết? Đúng bởi nó gánh thằng Zin nó đây này đấy để này nó chết nơi rồi đi này. Khổ lắm, nên đồng mình danh gỗ thì mình phải đi chung với cái người danh thách đấu chứ mình lại đi thế thì ai mà gánh nổi. Nó để em ăn đi quá thể này. Này dậy này, ngồi ăn cờ lô lô rồi đấy, ăn cứt mẹ nó rồi đấy. Sao mày không chết sớm, anh vừa mua cờ lô lô hết tiền. À, không chết sớm. Đi Vũ Dubai ơi. Anh bắn nổ xe ở nó rồi. Nó điên lên tí kiểu gì nó bắn anh. Ở đây. Chết mẹ rồi. Em ơi. Mày. Mày nhảy vào chỗ nào mày cứu đi. Từ từ em đang ở thung lũng này. Đồn vậy. Ai rồi ơi. Ôi giời ơi, rồi ôi. Nó còn mẹ lấy cháo nó vụt thì. Thằng bà nó chứ. Em ơi, nhảy chỗ nào ấy đi. Nhảy chỗ nào cứu đi. Ở đây nhảy hay quá em ơi. Tuyệt vời quá. Nhanh. Cứu người đẹp trai nhanh. Mày đấy nhá, không có anh cứu là bị lia tem rồi nhá. Mày thấy chưa? Người danh thách đấu, người ta gánh cho mình. Mình biết danh đồng, mình không có trình. Hello mọi người. Sao lại hôm nay anh Việt thuê gái đi bà Lít? Tiền ở đâu mà thuê gái anh em? Thuê Duji được không? Thuê Duji đi cho rẻ. Duji cũng trả gái cho. Thôi. Cái gì đấy? Hết hưu rồi, bưởi ơi. Bưởi ơi. Ăn cứt thôi. Su nè. Hay, lượm đi em lên cũng cho em lượm su. Rồi rồi, anh có 6 lốp rồi, anh có 600 rồi. Okay. Rồi rồi, anh còn có 400.
Anh đã hết tiền rồi. Làm sao đây anh nhặt được xu tiếp. Bình tỏ. Nhặt đi, nhặt đi. À, bắn nó có 8 máu nào nó chết. Ái à, ái à. Nhà mình đừng có để người đẹp trai phải lóng nhá. Ôi dồi ôi. Chết rồi, xu chết nè, rồi. Xu nè, xu nè. M79 này, ui 6 viên luôn, luôn. Cứu được một thằng cu. Từ, thôi lên cũng chơi xuống thu lũng nhỉ. Thôi lên cũng mẹ chơi. Mẹ rồi, bo đau bưởi ơi. Thôi, em không ra cũng chơi. Ăn cứt thật sao? Rồi. Hello mọi người nhé. Mình sẽ tóm, mình sẽ tóm. Cờ lê đâu? Làm sao đấy, cờ lê làm sao đấy? Anh ơi lang quá, cái gì kìa? Cờ lê đâu rồi? Mẹ cờ lê thì làm ăn thì lay đi. Giết người không? Lì. Em ơi ý thức cá nhân nào, ý thức con người nào em đừng chát giữa linh tinh nào. Cái gì dây? Ông vừa cứu nó xong. Gà vãi. Anh lút xu cho giờ đây thằng Jin bị cứu nó đi. Quấn mình máu cái. Quấn làm cái gì? Ngu quấn làm cái gì? Cho nó phí cái máu này. Cái gì dây? Mẹ mày tao ngồi ngoài này tao trốn luôn. Nói nhiều, nói what nhiều. What the fuck? Anh bị đá stream rồi. Nhanh nhanh cứu anh nhanh nhanh. Anh bị đá stream mẹ mày cay vít mẹ ngồi trốn như thế rồi. Bực vãi cứt. Nào em ơi đừng có để anh phải ra tay nhá. Khang đâu? Chúc mừng chú. Cờ lê tạm thời. Mẹ mày cay thế nhỉ. Khang này. Ui giời. Liêu ăn nhiều. Từ từ quấn máu rồi. Cờ lê Khang này. Cay thế nhỉ? Cho em đi à? Mưa bướm. Ma. Mình storm mới ơi. Mình vẫn không kill à? Mẹ tuyệt vời quá. Vẫn không kill. Không kill. Đậu xanh nó cay hết mẹ hết rồi. Không có xin không kill chứ con xin làm gì tới nỗi không kill. Mày tin anh cứu được ba thằng kia không? Không. Đúng rồi. Mày tin nên mày đã đưa ra mẹ quyết định sáng suốt. Tin thế chó là được. Cứu chó anh Việt bây giờ anh Việt cứu đủ ba thằng em đối với anh Việt 100.000 luôn. Cứu thế chó là được. 100.000 nhá, mày nhớ mồm nhá. Cứu được 3 thằng. Trả luôn nhá, điêu làm chó nhá. Cứu được 3 thằng nhá. Ok. Em tất cả chỉ là muối. Không chơi cứu Fuji nhá. Không. Mày em đi. Chơi cứu free. Ai lại chơi cứu free. Phải lục xuống chơi cơ. Chơi mà sợ mất như mày. Chơi mà sợ mất tiền như mày thì thôi. Ôi trời con hôm bữa còn có người chơi bịp kèo kìa. Mình đừng nói nên cho người đẹp trai đỡ bực. Đấy. Mẹ. Ôi đây rồi. Chết rồi. Đây rồi. Mày quá. Ai à. Bắn xuyên kẹo. Ai à! Mày à! Đặt kẹo rồi nó không hiện. Mẹ nóng thế, sắp quạt nóng quá. Ui mày cứ. Hôm nay bật Denny đằng nào mày ra rồi đấy. Bật quạt Denny em. Đằng nào mày slot cho bướm rồi. Đây đây, được lên đồng 2 này. Được người đẹp trai cánh đồng 2 này. Trận cuối lên đồng 3 rồi. Mày đi bướm mày. Mày ném mẹ cái cơ trưởng đây. Việt chờ em đổi nick đi, cho em đổi nick đi. Nhanh lên đi khẩn trương. Rất là bực mình. Hay là thuê cái, hay thuê gái nhỉ? Thôi để mai thuê anh em ạ. Để mai thuê. Ôi gọi cuốn. Gọi cuốn hông nè. Ôi mẹ là. Đây là ảnh mạng mà đúng không? Mẹ đây là cũng là ảnh mạng mà đúng không? Mẹ mày phải cứt đó mẹ. Gọi cuốn hông, hông. Chị này mặc áo kiểu gì sông sạch thế nhỉ? Phong cách à? Hả? Hả? Alo? Mày là bướm hả? Ừ. Mày lại sờ cam được à thằng này rồi? Em sờ cam, em mở được à thằng này để em tạo nhanh 3. Vại cứt 8742093. Mẹ vẫn đã sờ cam được à thằng này rồi. Nhanh em đấy nhỉ? Hello mọi người nhá.
Anh thuê em 2k5 mấy à? Ờ, mẹ mày nói hợp lý đấy em ạ. Mẹ thuê một, thuê, ui, 34.000 like này. Thuê, thuê, thuê một em 2k5, hợp lý. Biết đâu một ngày nào đấy mẹ mình này bú luôn. Lực bị ban đồng rồi. Vẽ lìn nhỉ. Anh chưa dùng blog không anh à? Không em ơi. Trước anh tải Roblox về, xong một mình anh vào anh chơi phá đảo trò đo chế độ mức khó nhất. À, xong anh thấy Roblox dễ quá anh ném vào thùng rác rồi. Anh quẳng luôn vào thùng rác rồi, hai tí này tải Roblox về chơi này. Bữa mai em nào chơi Roblox không? Hôm nào cập nhật đi. Hai hôm nào cập nhật danh chơi Roblox đi, anh chơi Play Together. Play Together giờ nó ấy lắm. Play Together giờ nó như xịt đi. Nó phải cái cần thẻ, nó cần phải cần vé mới vào chơi mấy cái trò chơi ấy được. Nó mới vào chơi được mấy trò chơi mà mình làm gì có thẻ đâu. Muốn thẻ thì phải cây, phải làm tiền. Thế mới sắp về Việt Nam chưa? Ờ hay chơi Arena Breakout nhỉ? Lý hợp lại. Ờ mày cần link không, anh gửi link cho mà tải. Ok ok. Ok bưởi. Ok bưởi. Mẹ rồi em ơi. À đâu, hình như cái link đấy nhà phát hành mới gửi được thôi ấy. Không biết, để anh xem đã. Thì tối nay anh em mình sẽ người đầu tiên trải nghiệm những con game triệu đô, hiểu không? Ăn cứt rồi. Ăn cứt rồi. Ôi ăn cứt thật rồi. Mẹ con chó. Nó có cái khẩu súng gắn nó cứ dí mình mẹ. Chạy đi em ơi, bỏ đi bỏ đi. Ui giời ơi, cái thằng mạnh gà này. Có trước mặt có su, bun dưới trong cái hòm đằng sau, quay. Đằng sau bên cạnh, bên tay trái. Đấy, tay trái tiếp. Đấy là tay trái à? Mẹ mày đấy tay trái. Bây giờ mày đứng im này. Mày đứng im này. Rồi, mày chạy vào trong cái chỗ có cái chum. Chạy vào cái chum. Đầu óc loạt chậm thế. Rồi, ừ. Mày quay sang tay phải. Mày quay ra trước mặt, mày quay đấy, chạy thẳng trước mặt. Đó, đằng sau. Đúng rồi, bên tay trái. Mẹ mình nó loạt delay thế nhỉ. Thôi, mày nhặt thôi. Ngu vãi cứt. Mà thế mà mày vẫn có thằng nó yêu thì tao chịu mày rồi đấy. Thế mà thằng Dũng nó vẫn yêu. Thằng Huy nó vẫn yêu được mày thì anh cũng nể nó thật. Đầu óc như thiểu năng nhưng mà khổ lắm. Dạ, cứu người đẹp trai đi ạ. Cứu anh sâu cấp nhá để anh về kia anh cánh thằng mạnh. Lại thiểu năng, em không lấy anh về đấy. Dạ, mày còn biết làm cái gì ngoài cái việc ăn cơm mới uống nước mía. Mày còn biết cái gì nữa? Biết cái gì mà chỉ tin nhặng luôn nhở? Đợi tí là quay lại. Rất là nhiều chứ chân thông bẩn em chưa nói rồi nhé. Anh ghét ăn chuối hả? Ờ em ơi. Hai năm rồi anh chưa động quả chuối nào. Gì vậy? Mày cười cái gì? Ăn chuối. Mày cười cái gì? Ha? Em ơi là dưới này. Anh em tin tôi lia được chỗ. Anh em tôi tin tôi lia được bọn này. Bình luận số 1 nào. Ủa? À đâu nhìn nhầm. Mẹ mày ăn cứt rồi. Đạt đâu? Đây rồi. Cái gì vậy? Gà lại chết này. Cái lìn ma nó. Sao tao tác hôm nay nó cứ ngơ ngơ nhờ. Ê sao tay anh hôm nay nó cứ kiểu cảm giác kiểu bị. Làm sao ấy, mẹ thề. Ôi, mình gà, mình cứ nói mình gà đấy. Đặt quả keo tôi cũng chết ạ. Tay này cứ mỏi mỏi kiểu gì ấy. Gà thì nói mình. Ui, gà tôi làm đấy. Cái gì đây. Mẹ mày leo lên cứt à, thề. Nhanh lên cứu. Khẩn trương. Đang lên đây, chờ tin vào. Mày chạy một mạch lên thì mày đừng có dừng lại nữa, nhìn nó khó chịu. Rồi. Nhanh đi anh quay lại tháp anh cân 3 này. Rồi.
Sao anh em yên tâm, tháp tôi đã từng cân chín rồi. Cứu siêu cấp. Siêu cấp. Siêu cấp luôn này cho nó nóng à. Cho nó nóng luôn, đúng rồi. Mày thông minh đấy. Rồi để anh xuống lia ba thằng này xong anh gánh tem anh cứu ông Mạnh. Cứ yên tâm em ạ. À đấy cứu Mạnh à, thế thôi. Ôi em đang định nói là bây giờ mình cho thằng Mạnh ngồi để nó xem nè. Ừ đúng đúng. Cho nó rút thêm kinh nghiệm lên bản thân nó. Cho bản thân nó rút được thêm kinh nghiệm. Đấy rồi, bưởi ơi. Mẹ đúng lúc nó nhảy chấm hỏi. Hai bên đầu nè. Mày là con gà tao đúng không? Mày thấy chưa? Đúng là ăn mày. Bướm đã thấy gì chưa? Trời ơi, đấy ăn mày mà, em thấy gì đâu. Chỗ anh còn định này Mạnh ngu à. Mạnh nay nó tự kỷ ấy em. Mạnh nay nó bị trầm cảm đấy. Mạnh thế. Mắn ngu quá tự kỷ luôn. Mẹ đằng sau cứ có thằng bóng lốp ấy nhỉ. Cái gì lại thêm thằng nữa. Mẹ Mạnh ơi, thằng kia yếu, thằng ba lô yếu. Mạnh, thằng ba lô yếu. Đúng rồi, một thằng nữa đứng dưới, đúng rồi. Hai. Nhanh lên KS người đẹp trai, nhanh. Nghe chưa? Hai. Nghe yeah. Người đẹp trai bắn nó chỉ 199 máu rồi. Anh là con rắn kém số 6 không? Em ơi, nó cứu đằng Diêm Nam nè. Nó cứu bên đằng Diêm Nam nè. Không kịp đâu. Kịp chứ. Nhanh lên em ơi. À! Toàn đứa móc lốp ấy nhỉ, cứu được anh nè. Nó không gạt được anh ấy. Nhanh lên, anh không gạt được, nhanh lên. Rồi ui. Khẩn trương lên, đặt keo ra. Rốt thế nhỉ. Đầu óc nó cứ ngu kiểu gì ấy. Thật đấy mình ạ. Đầu óc nó cứ ngừ. Bắn vào keo cho anh ấy, để anh hồi máu. Cái đấy. Ôi. Mạnh ơi, cho anh xin mình hưu Mạnh ơi. Cho anh xin mình hưu. Anh biết để... Anh biết để thằng Mạnh nó chết rồi mình lấy cái phương miện. À ừ. Thông minh lắm. Thôi, vào bo đi em. Mẹ không vào được nha. Hai anh em đẩy nó luôn nhỉ. Mạnh mày đẩy trước đi Mạnh. Đúng rồi. Nhanh lên, anh bắn máu rồi. Ê, mày thề. Sao nó móc thằng Mạnh, nó đéo móc đâu nhé, nó toàn móc tao ơi. Mắc gà. Mẹ thằng Mạnh đứng đấy thì không bắn. Suốt ngày bắn mình nhé. Người đẹp trai quá, suốt ngày gây sự chú ý. Nhanh lên em ơi. Thằng Mạnh nó cũng chết đi. Mày thấy nỗi khổ của người đẹp trai chưa? Mày cứu anh, đừng có cứu ba, đúng rồi. Đánh ra anh cứu, giải cứu Mạnh. Okay. Mạnh ngu đợi tí. Rồi Mạnh ngu chết rồi. À hay Mạnh ngu ơi. Bên này còn đứa nữa Mạnh ngu ơi. Đây chỗ này. Để anh xuống em ơi. Đâu? Đây dưới chân anh luôn nè. Nhìn trên bản đồ mili kìa, đang bắn kìa. Mạnh ơi, mày chỉ cần dụ nó thôi Mạnh ơi, anh đang móc nó rồi. Đấy rồi. Đấy rồi là đôi giày. Chúc mừng em đã quay vào ô mất lượt. Ra sảnh chờ làm văn mới. Nó đã liên em đâu. Không ấy, mình đừng phát biểu được không? Còn anh vẫn đứng phát biểu linh tinh nhá. Đẹp trai vậy mà muốn làm gì để có... Cái gì kia từ. Cái gì sao gỡ tin nhắn rồi. Đáng đọc. Mặt xấu còn không biết gượng. Chứ ở đó mà đẹp trai. Nhẹm nam này. Mày muốn anh kể cái câu chuyện mày ngoại tình với thằng Nguy không? À, mày có muốn nghe không? Đừng có để anh phải kể ra cho thiên hạ người ta biết. Đừng có phải để anh phải kể. Anh mà kể ra thì thằng Nguy với mày không biết giấu mặt vào đâu em ạ. À. Thề. Anh kia đây, anh kia. 9 người yêu rồi vẫn ngoại tình, để nó thật. Cái gì? Anh kia đây, anh kia. Cái gì? Chơi em nắm kêu nó xấu không? Mày có thể im ngay cái mồm đi được không? À, vừa bán trật tự rồi. Kéo sổ đỏ không? Mẹ mày dám kéo sổ đỏ không? Ôi, danh con này. Vừa bán trật, vừa cả đúc nơi. Mẹ
ăn. Đám không anh đẹp trai vậy muốn làm gì để có thể đến nơi rồi mới có thể đi đến nơi thì cái gì dở hơi à. Mấy cân vậy nói luôn đi. Mấy là ai keo là keo đâu mà anh xong người đã phản ứng chậm thế mày kém lắm phản ứng nó phải nhanh lên đi nỉ mắc gà khổ thật. Đừng có để anh mày kể cho chúng nó biết là câu chuyện mày cũng ngoại tình đấy mạnh à. Cũng ngoại tình mấy thằng tờ lam đó đấy. Mẹ cứ tin nhỉ, ba thằng ngoại tình nhau quá. Đi bò, đi bò, đi bò. Tờ Lam chính là trung tâm đấy nhỉ. Đi. Để người đẹp trai lắm nên là không yên đâu. Người đẹp trai. Hello mọi người nhá. Hiện tại em và Juji là người yêu của nhau à? Ừ. Nói chuyện đấy à. Mẹ khổ lắm em ạ. Anh lại to chém ai? Ủa em ơi, mẹ trận này trận thứ hai trong ngày cộng nó cũng nhiều đấy. Cố lên mới. Mày ra mày nút thính cho anh. Mày phí ra mày nút thính cho anh. Mày lái xe à? Tôi chết mẹ mày rồi. Để thằng đúng mấy năm lái xe đi. Mày có bị điên không để thằng đúng 25 lắm trong tay vốn sinh mạng. Mẹ mày có bị dở hơi không? Xuống xuống anh lái cho bướm này, xuống anh lái cho. Ôi. Anh mày có tin tưởng tay nghề của em. Mày bị dở hơi à? Mẹ mày ngu nó cũng phải vừa thôi. Không biết ai đâu, đừng có nói. Bắt đầu linh tinh ấy à, đau đầu á. Khổ vãi cứt thể. Đừng có đổi xuống nữa, đau đầu lắm. Ai đổi đâu, có ai đổi đâu. À, 6 x 6 bằng 6 x 6 bằng thằng Nam đang yêu thằng Huy. Ngoại tình chưa công khai chính thức. Ngoại tình, tin sốc ấy. Ai à, nó yếu này. Rồi yêu, mai đàn. Anh em này, cứu anh. Dấu chân cho thằng bun cây dù kìa. Ai à. Dấu chân cho thằng bướm kìa. Thỏng ơi. Vào nó bắn mình này. Yêu. Yêu nhanh. Ui. Bướm đi cứu nhanh bướm này. Không xu. Cái gì. Đục keo ra không chết bo giờ. Không xu chấm hỏi. Thằng này vừa có 800 xu mà mày vứt đi đâu anh mày. Nó cố tình ấy em này. Nó cứ thần kinh ấy. Chạy cái nút xu nhanh rồi con chạy bo rồi. Ôi. Đặt keo ra. Ui rồi ôi nhân tố bí ẩn ơi. Không ấy mình ngồi mình xem được mạnh ạ. Không sao ngồi xem người đẹp trai gánh này. Để xem người đẹp trai gánh tem này. À. Mày vừa có 800 xu mày nhét xuống đít rồi à. Em không biết, em vứt ra, em tưởng vứt cái. Thôi chứ mày đúp thì nói mới mềm mệt đấy. Thôi. Coi như là thằng Mạnh ngu đi. Không ấy, coi như mình đen đi. Em ơi, anh bảo này ngồi đây không giờ chết anh em góc rút bí ẩn đấy. Tôi một lần tôi vào tôi kiểm tra thằng Huy chơi game thấy nó ngồi nó trốn như này. Đấy, là từ đấy tôi biết được cái góc này là chỗ góc lúc bí ẩn đấy anh em ạ. Nó ngồi nó trốn à. Dưới chân mình có một đứa. Đấy, dưới chân mình có một đứa này. Dù gì ơi, em có tò mò câu chuyện mẹ tớ Lam đang yêu thằng Dùng Huy không? Tò mò. Ngoại tình. Không thể tin tưởng được. Anh không tin vào mắt với tay của mình nữa mà. Rồi gì nữa anh Việt. Đấy rồi à. Không sao anh em, mình cứ ở trên này kiểu gì mình cũng được cái top 2. Mẹ sẽ được nhà vua. À không, ý anh là top 1. Hèn cái gì. Cái gì mà cứ phát biểu nhặng lên nhỉ. Như này chỉ đảo búp bê vì tươi cho nhanh.
Em ơi, mình chết rồi thì mình ngồi học lỏm chiến thuật, học trộm đi. Học trộm chiến thuật của người đẹp trai đi anh. Lấy giấy ra ghi bao rồi. Ôi tôi rồi, ôi cái đầu ngu dốt này. Nhanh lên học trộm đi. Ôi không sao, không sao. Đây anh đứng đây luôn này. Đố nó bắn được. Nằm xuống. Ôi ai à, mày ăn cứt rồi em ơi, ăn cứt rồi em ơi. Thôi chịu rồi, tố bài được mẹ này. Không chạy được, ba thằng đứng nó kia dưới sao chạy. Tố ba mẹ mày thề lì. Cái thằng mạnh nó cứ ngu ngu ấy nhỉ, khó chịu nhỉ. Cứ đần 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 đâu mọi người nhé, em bị ban nạc 6 ngày à. Tuyệt vời em ơi. 9693293 anh em ơi. Đợi để anh đổi bộ đồ đấy. Bộ đồ này không gánh nổi mày. Bộ đồ phèn lắm. Đấy, anh đổi cái tóc rồi đấy. À, chơi rồi kìa. Chơi rồi. Anh Việt này. Anh Việt thấy chưa cái bộ đồ của em chưa? Bảo chơi rồi, không nhường slot đi. Hello trận... anh Việt. Ừ. Ui mẹ mày, trận cuối xuống kim cương 3. Hả? Trận cuối xuống kim cương 3. Anh Việt cho em làm cơ lê đi à? Không được đấy. Thằng Khang nó ban lắm vậy. Thuê gái đi à? Hay thuê gái không? 11:30 đấy. Giờ bây giờ anh em bấm lên 400 like tôi lên Play Duo thuê gái này. Anh em bấm 400 like tôi lên Play Duo thuê gái này. Thuê gái chơi game này. Anh em. Đây, chị Mi. Mi xinh nhất thì anh em. Chị Mi này bị ấy tiếng Việt à? Khuyết tật tiếng Việt à? Xinh nên là phải chữ hờ chứ nhỉ. Anh em đâu? Bấm đi. 400 like. Ồ dĩa. 400 like anh em. 400 like lên Play Duo thuê gái. Bấm đi anh em. Ông ấy mình đừng có ngu ngu nữa được không? Anh về đây. Chờ em. Nó xả ban nãy giờ hả anh? À thế à? Mày cho nó ra đảo thêm. Mày cho nó ra đảo 5 phút đi. Thôi anh em nhá. Anh về đây, anh về đây. Dê. Chờ là màn kéo sắp 6 không? Ai sợ? Mày gạ thêm câu nữa tao cho mày cút luôn này. Ai à, mày ăn đông vai cứt đằng sau nữa kìa. Má à. Để nó ra mình phải lên nóc anh em ạ. Nhảy cứu luôn, nhảy cứu luôn thuốc ấy. Trời ơi, nhảy cứu luôn đi. Thằng số 2 tắt stream đi. Hello Hương Phạm nha. Rốt 5 người nó đần 5. Lụt su, su gì ấy? Su để nó còn cứu. Mày có nghe thấy thằng nào đang mở sở chim ông bướm này? Có mà đúng không? Thằng số 2. Đấy. Thằng số 2 à? Khóa mồm ngay, khóa mõm ngay. Để anh kia, để tôi quay lại kia chơi đó anh em ạ. Anh quan này không thể sống trong nhục nhã thì được, đây là nhà mình cơ mà, đúng không? Em phải chặn mic nó đây. Đây nó là nhà của mình cơ mà. Anh ăn gì vậy á? Xoài em ơi. Xoài từ tối qua anh edit. Tối qua tôi edit clip rồi nhiều đồ ăn đấy trưởng nhá. Cam này, xoài này, khoai lang nướng này, bim bim này. Gì đó nhỉ? Nước ngọt nè, uầy, đỉnh vãi cứt đi em ạ. Ngồi edit mẹ. Tay edit nhưng mà mồm nhai liên tục anh em. Thật đấy bưới. Này còn đĩa xoài anh qua anh không ăn hết này. Sáng nay nốt. Mấy thằng kia ăn gì mà gà đấy. Ăn cứt à. Mẹ mày tao ăn xoài.
bảo mấy em kia kìa, chết lên xoài. Thôi được rồi, anh hiểu ý chú mà. Không sao em. Anh bị chú chửi quen rồi. Không biết ai đâu, đừng cứ nói anh Việt à, không biết ai bị chửi đâu. Anh bị mày chửi quen rồi. Không sao em. Chuyện bình thường ấy mà. Rồi, mày bật kinh lắm rồi. Giờ ra ra đều là làm chủ quân đoàn đánh ai. Mẹ nắm trong tay cả chục sinh mạng. Giờ coi ai ra gì đâu. Không biết ai đâu, đừng có phát biểu. Rồi. Không biết ai đâu. Rồi, mẹ ăn cơm mới uống nước mía thì ghê rồi. Anh đấy, dám phát biểu đâu. Nên suy nghĩ lại đi. Kênh thằng Lộc toàn thanh bò à? Ừ, Lộc ơi, đổi chủ đề đi em. Lô mi nha. Nhiều đồ ăn vặt à. Đúng đấy bưởi. Thôi để tí nữa mày cút luôn đi, anh còn thuê gái chơi. Ok anh. Bấm like đi anh em, 400 like. 400 like tôi bỏ ra 50 để thuê thuê chị nào về chơi này anh em. Anh em, để thuê chị nào về giao lưu kênh mình này. Bấm gì? Nhắn mà chả rep, rep cái đéo gì. Mẹ mệt vách cứ... Ôi! Mẹ mày nó bắn đau thế nha. Được anh em ạ. Mình phải mua cờ lô lô. Cứu anh với, sao hôm nay mình bắn ngu thế nhỉ? Mày thao tác là kiểu mình làm sao ấy. Bữa mai một mở mic hai cút này. Thì anh em vừa nói gì đấy? Ôi giời. Nhà anh em ơi. Khổ thật. Bữa em hỏi ý fan rồi. Fan đích đang bo lâu hơn nên mới đổi chủ đề. Mẹ. Mẹ nói đến mẹ câu chuyện fan của Lộc. Mẹ buồn cười vãi cứt. Dù tiêu ông đoạn nhắn cho anh cái gì nhỉ? Anh ơi, thằng Lộc nó không công bằng. Mẹ tính của nó ích kỷ. Nó tạo sao xấu mà bên nó 6, bên mình 3 đúng không nhỉ? Đúng không? Bên nó 3, bên em 6. Bên nó 3, bên em 6 không công bằng. Ờ. Thế là xong. Xong mẹ. Xong mẹ một lúc sau thằng Lộc lại nhắn lại. Anh Việt ơi, thằng Du Di nó ích kỷ. Kênh em có 10 người xem nó đòi chơi 66. Nó đòi mỗi bên 6 người. Cày vãi liền thề. Anh về đây. Bây giờ nha. Mình lú vãi liền. Anh yeah. Bây giờ nha. Bây giờ đang có 6 người này, trong đó 3 người thì chia 2 người sang bên nó đi. Nó vẫn cứ thể hiện 3 con 6 ấy. Chính nó gà, nó biết ai. Có cái gì nó mới kỳ nhỉ. Cho thêm mời mày đông người hơn thì mày núp 35 thì theo lý thuyết là đúng thôi, còn gì nữa. Tôi nha, tôi hướng dẫn anh em cách nhảy từ bên này sang đây nha. Đầu tiên này, nếu như mình chạy mình vòng ra như này thì nó quá bình thường. Nó quá bình thường. Anh em phải đặt keo lên đây. Đây, đứng dưới này đặt keo này. Đây, đặt keo như này. Đặt thấp thấp xuống tí. Đấy. Được chưa? Xong anh em chạy lên đây. Đấy. Anh em leo lên cái này. Đấy, xong anh em leo lên quả keo. Từ từ. Mẹ mày cồng kênh thế nhỉ. Rất là nhì nhằng nhé. Thằng kia nó bắn cái gì kìa. Định bắn keo của người đẹp trai ấy. Đấy, anh em nhảy đến đây được chưa? Xong này đếm này. 1 này, 2, 3. Ui dồi. Thôi cứ chạy mẹ ra ngoài cho nhanh anh em ạ. Cho bướm đấy một mình đi. Lên xe bướm này. Không thấy nó. Mày xuống mày lên xe đây. Vừa lên vừa quần máu. Nhanh bướm mày. Nhanh lên Nhanh lên. Rồi công nó đẩy nó nè. Đẩy luôn nè. Anh không có súng cần đâu nha. Ở đâu ấy? À đây, mẹ. Cái gì ngu thế? Mấy thằng? Được gạt mẹ thôi. Nó yếu nè. Rồi. Trên đồi nữa. Hết keo thôi. Bắn cái này
Bình tĩnh đi bướm. Chết rồi, anh còn hết. Anh còn không súng gần cơ. Cửa hàng cá nhân đâu, cửa hàng cá nhân đâu. Có đấy, nhưng mà không cứu đâu. Ui. Ngập cái mồm lại đi. Người đẹp trai còn đang tính toán để xử lý này. Người đẹp trai xử lý hay lắm, yên tâm. Đâu mẹ rồi? À, trên đồi. Vẫn trên đồi ạ. Xe này neo dốc yếu lắm anh em ạ, thề. Quốc ơi, không ấy, mình ngu, mình chạy đi, mình ra đến cứt à. Khổ thế nhỉ. Thằng này nó vào kia nó cứu đội rồi. À đây đây, đứng đây này. Bố mày sẽ đâm mày. Bố mày sẽ bắn mày. Ui giời ơi, nhót không nhưng mà nhót quá, nhót quá. Đúng mặt mày. Sao anh em mà có xe để chạy bo rồi? Cần hai đấy anh em thấy chưa? Đúng. Bấm hai đi. Đúng là anh mày. Nghe nó khó chịu nhỉ. Quốc lên xe Quốc ơi. Quốc lên xe Quốc. Nó không đi đâu. Nó có đi không? Cười cái khố dài à? Những ngôi cười. Huy vào xem người yêu mày thế nào kìa. À? Đố, đố mùa này lên được thách đấu. Em mời anh lên thách đấu rồi. Clip hành trình nhau thách đấu ra từ 3 tuần trước để được 150.000 view rồi. Em chưa xem à? Úi giời. Người nó này kém cỏi, à nó này thiệt thòi nhỉ. Anh nói thật, sống ở đời, sống ở đời mà không xem clip hành trình nhau thách đấu của anh đi, nó phí cả một đời. Rồi rồi, ngon rồi. Yên tâm khắc cứu được. Nghe không? Cứ im cái mồm tí anh khắc cứu. Mày đưa cái... Ok ok, đi em ơi. Mày cứu nó không lại gào cái mồm đi. Dấu chân này. Cứu người sống đã. À, con này nó móc lốp này. Lên xe Quốc ơi, lên xe Quốc ơi. Thôi mày, mày ở đấy mày ấy đi. Này này, máu này, máu này Quốc ơi. Hưu này, hưu này. Hưu này anh thả cho 8 bình này. Nó nhiều hưu lắm. Nó nhiều hưu lắm. Không biết. Từ từ, xong này qua anh nghỉ hết luôn. Này. Một like anh Việt. Một like, một subscribe anh Việt. Mày cứ gà gà đần đần người ấy nhỉ. Không biết ai đâu. Phân biệt ngon, châu gắn. Ra mua thêm băng đạn nữa anh em ạ. Anh em ơi, ván này tôi lấy top 1 thì mỗi người chỉ cần cho tôi xin một like thôi, ok không? Chơi kèo không? Các người có đồng ý không? Nhưng mà đừng có nhấn like ngược nha. Mẹ, lên thách đấu từ 3 tuần trước rồi còn lên cả đại cao thủ luôn rồi này người. Nên làm để làm trưng chứ toàn đồng đội gánh. Linh Ngọc đúc một. À thằng mày là thằng Ma Son à? Tưởng là Linh Ngọc đúc 15. Ma Son cuộc sống Mỹ. Toán. Oh shit. Ai à, ăn cướp rồi. Anh ấy lại lâu. Cái xe này khó đâm lắm nhá. Cái xe này khó tung đỉnh lắm. Nó to to thật. Ai à. Ai à. Nghe bắn đau thế. Được rồi. Thằng Quốc kia con xui. Cứu anh đi Quốc này. Vào cứu. Rồi đến cứt à. Vào cứu. Chạy máy bán hàng. Dành lên Quốc. Anh nói mình nghe đi, không mình chết bây giờ. Đặt keo. Đúng rồi. Tiếp. Cứ vào đi. Đặt keo. Kéo thằng sau. Đúng mẹ nó rồi. Hai Quốc ơi. Cứu đúng người vào. Hai Quốc ơi. Sắp top 1 rồi các bưởi. Bấm like như là vừa. Được đấy, về đây. Thì anh Việt Phan Dũng núp biển. Phan Dũng núp biển. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Mày phải Phan Dũng núp biển nhiều vào nhở. Mày tương tác cho Dũng núp biển nhiều vào. Là mày đã bảo anh đấy à? Gì? Nó bảo tao Phan Dũng núp biển, mày xưng mày tao đi, là mày đang nói chuyện với anh nhỉ? À được đấy nhỉ? Dũng. Mẹ giờ cỏ lúa bằng nhau rồi. Được, hợp lý.
Bướm thì kinh rồi. Người nó cứ đần đần ra ấy. Không ai đẹp trai bắn hay lên được à. Thằng này hack rồi. Mẹ nó chạy nhìn cái dáng nó chạy cứ ngứa cái mắt không. Lúc nó ngồi ăn bú luôn một bình siêu cấp. Không thoát rồi. Nó thấy mình rồi hay sao nhỉ? Rồi, lúc nãy nó vừa bắn anh Việt mà. Đâu, nó chưa thấy đâu, nhìn mặt thằng này ngu lắm. Nó thấy rồi em ạ. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Hiu đã, hiu đã, chết rồi, nó không có máu. Mà bò xa kia sao chạy? Anh ơi! Ai ôi ôi, thương tình, để tình người đẹp trai đi. Để bên này còn có đình nữa đây này. Đấy, ui trời, mẹ nó rồi. Ra lấy keo, ra lấy keo. Người người khôn người ta chơi chơi game kiểu thế đấy. Hay anh Việt ơi, anh Việt cố lên anh Việt đây. Cố lên anh Việt. Phải cố chứ, phải cố chứ. Chơi bên mày có ván nào anh không phải cố đâu. Yếu này. Hay. Nó bò này à? À! Ai đây? Nó đẩy nhanh quá mẹ chiêu ơi. Biết thế bắn hai thằng này trước để thằng đấy tí cân sau. Biết thế cân hai thằng kia trước thì dần dần cân ba là hợp lý thôi. Thôi top 2 được thôi anh em bấm like đi anh em. Bấm like đi anh em. À cay nhỉ. Đây slot. Cay đấy, tạm cay. Có lên thuê gái không nhỉ? Thôi, mình tiền đi. Mày quá ngáo. Thằng bướm nói chuyện ngáo á. Vào đi nợ 50.000 đây. Vào xin đây. Thần chương. Xin ơi, thế bao mà giờ mày trả lợ anh đây à. Bao giờ trả lợ để anh có tiền thuê gái. 0619694. 0619694 anh em ơi. Đó, được, nhiều người đăng ký rồi. À, được nhiều người like rồi. Đó, anh em thích thuê chị nào. Uầy, chị mèo xinh này cũng hợp lý này. Uầy. Mẹ chị mèo xinh này nhìn cu te này. 70.000 một tiếng. Đùa nhau à. 70.000 một tiếng. Oh shit. Anh em vô group đi anh em ơi. Điệp quyết duyệt luôn. Đê chết sâm Thảo Vân. Vô group đi anh em ơi. Bấm like đi anh em. 400 like tôi bỏ tiền ra thuê gái này. Lần chơi không sợ mưa rơi. Anh em bấm đi. Không thì để mai thuê cũng được. Mai chủ nhật thuê cũng được. Anh em tin không? Nếu mình thuê mà xong mình nói chuyện với người ta mình hỏi thì kiểu gì người ta cũng bảo là không, tớ chưa có người yêu. Thề luôn anh em. Mà chưa có người yêu thì xin luôn info Facebook, hiểu không? Đóng nhắn tin, đang quen. Hợp lý. Đâu mọi người là nhá. Hello anh em nhá. Chào mọi người mới vào nhá. Bấm like các bưởi. À, khoa học đã chứng minh khi bấm like cho anh Việt là được đẹp trai thêm đấy. Là được đẹp trai ra đấy anh em. Đỉnh mấy đứa. Mày không lo trả lợ anh đi, xin ơi. Phải để anh xiết lợ mày nhỉ. Khổ lắm đấy, lại chết mẹ mày rồi. Chơi bởi kém cỏi lắm. Không có cái trình. Người không có cái trình thiệt thòi thật. Chết rồi. Mày đừng có đùa. Đừng bao giờ đùa với người đẹp trai. Mẹ dũng khôn thế đéo đùa với tao. Ok rồi. Bên ngoài kia nữa anh em ơi. Đấy kia còn mấy thằng nữa. Mẹ anh em bấm. Bấm like tôi ra tôi chơi luôn này. Anh em comment số 1 đi tôi ra tôi lia tem nó luôn này. Tiếp thêm động lực cho người đẹp trai đi anh em. Nguy hiểm phết đấy. Gà, bắn thì gà, độ ta không thế mày không trả lợi anh đi.
Khổ thật. Đấy rồi, một cháu. Nếu lỡ một ngày anh chết, bọn em sẽ rất buồn. Nhớ đến kỷ niệm năm xưa mà giọt nước mắt em tuôn. Hello mọi người nhá. Uầy, wow, nhiều người bình luận số 1 thế nhỉ. Ai tin tôi đẹp trai bình luận số 1 này. Nhà mình đỉnh vẽ cứt này. Chát nhảy đi anh em. Ai tin tôi đẹp trai bình luận số 1. Uầy mẹ đỉnh vẽ cứt. Anh em thấy chưa? Anh em đã thấy chưa? Thật lòng đi các người. Em ơi, mấy mình phát biểu ít thôi. Bây giờ nhá, tôi hỏi thật anh em. Tôi định thuê một chị chơi thật. Tại vì 2 năm trước tôi thuê nên đến năm nay chưa thuê chị nào. Ừ, hỏi thật là có nên thuê một chị nào đấy để chơi game không? Nếu có thì comment số 2. Không, comment số 0 đi xem nào. Anh em có nên thuê không anh em? Linh Ngọc đúp 15 ơi. Em phát biểu ít thôi. Số 2 hết à? Không ai comment số 0 à? Được rồi nhá. Nhưng mà đang thiếu nhà tài trợ vãi cứt. Mẹ giờ bỏ ra 70 Để có một người chơi game cùng mẹ trong vòng 1 tiếng thì nó có bó không? Mẹ câu hỏi được đặt ra này. Thì nó có đáng không anh em? Bỏ ra 70. Cũng nguy hiểm nha. Rồi, để lốt ván này ra tôi thuê vậy. Hợp lý không xin ai? Chơi nói nhiều lên. Ok, ok. Đừng có tưởng là tắt mic xong dần dần là sủi mất đống là ở của anh là không được đâu. Anh không quên được đâu. Thằng Dũng là anh bao tiền anh cũng có quên đâu. Udo là anh bao tiền không giờ quên được em ạ. Đừng có tưởng là mình tắt mic đi là xong dần dần đi vào dĩ vãng. Cái gì anh? Có thuê anh Việt có người yêu ở. Thí dụ là mình xong này mình có bạn đi làm người yêu đi đúng không? Thì mẹ bỏ ra 70 để có một người yêu thì mẹ mới lời quá đi chứ. hợp lý. Được rồi nhá. Nhưng mà thuê chị vào này, thuê bạn đi vào này. Xong lại còn gì nữa nhỉ? Xong lại còn mời thêm một người có mic vào nữa. Đó, để hai người có mic ngồi nói chuyện cho vui. Đó. Thì anh em sẽ chỉ còn một slot đá cốt thôi. Ok không? Nhá, em bỏ ra 70. Để thuê một bạn cực xinh vào giao lưu về giao lưu kênh mình. Đi nhá. Nhưng anh không đọc comment à? Ừ, mấy cả mình đang livestream mà mình thuê bạn về, bạn biết mình livestream mình ngại bó mẹ rồi. Thì anh em mình sẽ phải giả vờ là mình không like, hiểu không? Anh em sẽ chỉ giả vờ là mình kiểu chơi game bình thường thôi. Ok không? Ok nhá. Rồi. Để cho thằng nào lắm mồm vào cơ. Cho Mạnh đi. Mạnh Leon vào đi. Mạnh đâu? Mạnh chơi không Mạnh ơi? Cho dù gì chứ. Mẹ mình điên rồi biết cho cái thằng bướm đi vào. Ừ hay cho bướm vào nhỉ. Hay cho bướm vào nhỉ. Bướm chơi không bướm này. Nhưng mà phải mở mic, phải nói nhiều không. Cho thằng đúp đi à. Giờ anh em bầu đi. Anh em bầu cử đi. Cho đúp hay cho Mạnh. Đây. Người rốt lát thế chứ nhỉ. Không có cái trình riêng. Không có cái trình nhất định của mình nhỉ. Anh cân 2 đây này, anh đã chết đâu đây này. Thảo thuê em à. Anh thuê em đi. Thuê mày. Thuê mày. Thuê mày để vào để theo các bạn nào hòm thính rồi vào bom keo có vỡ không à. Thuê mày vào làm gì? Làm cho cười à. Anh cho Văn Dũng vô. Văn Dũng mít cái Văn Dũng có người yêu à? Ui giời ơi. Tự kỷ đấy nó. Nó đang ngoại tình mấy cả xin đây này.
Dũng, Dũng nó đang ngoại tình với cả Xin đây này. Em đừng cứ nói nhiều, nó cáu lên bây giờ. Sao anh nói từ nhạy cảm vậy? Hả? Từ nhạy cảm. Rồi nhá, giờ tôi sẽ chăm đọc chat anh em nhá. Nên anh em chat nhiều vào, tí nữa tôi sẽ không đọc chat đâu nhá. Cứu đi anh Việt, đi cứu đi. Không, bị lộ ra là tôi livestream tôi ngại lắm anh em ạ. Cái bưởi. Bây giờ lao lao đọc tin tắc mít. Ok bưởi. Mẹ. Đây rồi. À mày. Một cháu. Đừng có đùa mấy thằng này. Không có bao giờ đẹp như hôm nay. Mẹ. Mẹ đồng thế. Sao không bảo là có ba đứa? Gà thế đi. Anh bắn headshot một rồi, mày chạy lên đấy có xu đấy. Đừng có nói tiếp rồi. Anh biết đâu. Nhanh khẩn trương. Ủa anh biết tí xu quá. Cứu Kudo để cho Kudo gặp bóp. Ờ, đó đây người yêu mày thì đương nhiên mày phải cứu thôi. Mày cứu đấy. Cứu Kudo nha. Ờ, mày cứu người yêu mày đấy. Cứu anh làm gì? Cứu người yêu mày, không cứu người yêu mày à? Ôi giời. Nó này dỗi, tối này dỗ. Tại sao anh cứu thằng Việt, anh không cứu em? Em ngu thì ngu thật đi, nhưng mà sao anh không cứu em? Tại sao mà thằng khốn? Đấy. 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 Tại sao mày nói đi thằng khôn? Nói đi đồ tồi. Rồi người nha. À, anh em bầu đúp hay là bầu mạnh ngu vào chơi game để thuê gái vào chơi anh em. Bầu một người đấy. Thêm vào đây, giật thêm em vào đây, cho thêm vào có đẳng cấp. Biết cái gì? Vào đi. Nếu gái rủ anh vào nhà nghỉ anh sẽ làm gì ấy? Nhà mình có không nghỉ, mình vào nhà nghỉ làm gì? À, nhà có không nghỉ thì... gì trời? Khổ thế. Nên nghỉ thì vào nghỉ thôi. Đúp à? Mạnh ngu à? Vốt mạnh ngu à? Nhà đúp mấy mày ngu vốt ngang nhau đấy nhỉ. Lộc về có tình cảm riêng với mạnh hay sao mà vốt mạnh ngu nhỉ. Đút xu đi em ơi, anh thiếu xu em ơi. Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài. Ngàn mây bay ngóng trông tóc đã lâu. Gót xu là đi hay cái gót này đủ? Gót rồi, đủ rồi, đủ rồi. Sao cứ phải để cái đầu của anh Việt Tiger chỉ bảo cho nhỉ? Cái đầu của mình phế thế. Ở đây. Đấy nhá, để xong bán này ra tôi nhắn tin xem người ta chơi được không nhá. Ai à, đừng đứng chết kia kìa. Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài. Thằng đấy bưởi. Hai thằng đấy, hai thằng. Gì đấy bưởi? Hai thằng nó mọc lốp nè, đá chim nè. Xin anh ngồi im xin đây. Đừng xin này. Em Bỏ đi. Mày chạy ra làng gym nam, mày chạy làng gym nam. Đây đây mày chạy đây đấy, chỗ anh chấm. Mày chạy chỗ anh chấm đi. Hay nên mày phóng nhỉ? Anh em mình lên mày. Ừ, mày phóng bay lên đài quan sát cứu được, nhanh bo chưa đâu. Nhanh lên bo chưa đâu. Xin, mày phóng. Chuẩn. Cứ bay lên đài quan sát cho anh. Không phải lút thính. Không. Mày bay phát lên đài quan sát mày cứu đã tí lút sau. Đúng rồi. Sao mày ngu thế? Mẹ mày thông minh lắm. Rồi chạy ra đài quan sát có ba cái chum đấy, nhanh. Bò đấy. Tay trái một tay trái một chum. Không phải lo máu làm cái gì. Đấy đúng rồi đấy. Ui giời ơi bú luôn đi rồi. Để mình
Nhanh lên cứu người đẹp trai nhanh nhanh nhanh. Rồi giả bo em cứu sau nhá, rồi giả bo cứu sau nhá. Giả bo ăn cứt ra. Còn đâu đấy. Mình chết bo thì đổi mày lên người đẹp trai cũng được. Mua siêu cấp free nhanh nhanh nhanh. Ok. Mình tóm. Mẹ mày, mày cứu anh chậm thêm tí nữa thì anh biết bo đâu anh nhảy rồi. Thôi nhảy ra cái này đi. Không đâu ba. Thôi. Đạp xe nơi sân trường tống em buông dài. Trời ơi trong bo nè. Tuyệt vời. Tuyệt vời bưởi ơi trời trong bo. Gấp lúc thần thánh. Ai tin tôi top 1 comment số 1 nào. Comment số 1 để Việt đẹp trai lấy thêm động lực để gánh team nào anh em ơi. Bấm like đi. Bình tóm. Ôi trời nó có cái máy quét kìa. Ở đây này. Rồi. Mình tóm anh em ạ. Bắn cho nó biết mình ở đây cho nó sợ mình đã. Nó sợ mình nó sẽ không dám đẩy mình hiểu không. Xin anh ra cái tròi đằng sau anh đi xin này. Hai anh em mình ở hai cái tròi. Xin này. Đạp xe lơi sân trường. Tóc em buông dài. Đấy 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 tròi đấy. Ơ nhưng tròi đấy hở đấy cẩn thận. Mày sang tròi này nè. Ôi họ trò này được. Trò này đẹp hơn, trò này đẹp hơn. Ok, được kệ mẹ. Mẹ nó chạy nè. Yếu nè, xin này. Cho anh có địch, cho anh có địch. Chế đội. Chế đội. Cái gì đây? Bốc cứt rồi, xin ơi. Xin này có gì cover anh nhá. Rồi anh cover mày này. Ai à, may quá suýt chết. Ôi lần này thì bốc cứt thật rồi. À chưa. Bốc cứt thật rồi. Chưa. Bốc cứt thật rồi. Chưa. Mẹ đẩy lên này. Mày đẩy đi. Đẩy đi con. Anh không cover mày được. Cái gì? Ôi nó nhảy lên bắn được à? Mẹ thế. Cú thế nhỉ. Cộng 19. Không được top 1 thẻ vẫn top 3. Vẫn chỉ có top 3. Gánh như thế rồi. Đâu từ từ để vào bàn đã. Thằng kẹo đâu rồi? Kẹo. Kẹo mà chơi kẹo, thuê gái kẹo mà vào chơi với anh thì mèo của bé Phan Trường lại dỗi. Mèo của bé Phan Trường dỗi đấy. Suy nghĩ kỹ vào. Giận đách gì. Từ từ đã em ơi. Đâu thuê chị nào. Tôi nghĩ thuê chị này là hợp lý này. Mèo xinh. Nhưng mà chị đắt thế nhỉ. 70 ạ. Anh biết ai một tiền ta thuê đấy. Ai một tiền ta thuê đấy. Mẹ anh mày bỏ đấy. Linh thuê. Quân 39.000. Ở chị này có vẻ hợp lý hơn. Linh Quân 39.000. Anh biết thôi không thuê nữa để mai chi giải đi. Mẹ chị này còn biết bắn bia đỉnh vãi cứt. Ngoài chị này còn tập gym à mẹ. Chị này đúng không nhỉ? Anh biết thôi không thuê nữa. Thôi để mai. Chị đấy đúng không nhỉ anh? Chị Linh Quân này hay là chị Mèo Sinh? Gì á? Mà anh biết đọc chat kìa. Chị Khánh Nguyên cũng được này. Chị nào anh em? Đọc chat đâu? Thuê chị Du Di kìa. Chị Du Di có. Chị Du Di điểm nhấn là bị đúp à? Tôi thấy là rất tốn tiền anh em ạ. Hay là thôi. Nếu thuê nữa. Anh em muốn chơi giải không? Ba chị thuê chị nào anh em? Tiếng gì đấy? Không phải tiếng donate đâu không? Có người nhắn tin. Mẹ chơi đủ 400 like nên chưa thuê à? Ừ. Đúng rồi anh em ạ. 172 like, mẹ đuổi nhau vào bưởi. Vào group đi anh em. Tạ Quang Lồng. Tên phải cứt. Tôi nghĩ thuê chị Khánh Nguyễn hợp lý anh em ạ. Quay chị Khánh Nguyễn bắn không? Thử chat nhé.
khi bạn có chơi khi bạn mình là trường khi bạn mình là trường bạn có chơi Free Fire không? Dọ à? Cú te thế nhỉ? What? Thử chat xem bạn đem không? Ơ bạn ấy không ấy. Bạn ấy không on. Bạn ấy có on không nhỉ? Ơ tôi chết mẹ, x mẹ chat đi rồi. Thì bạn mình là mạnh. Bạn có chơi Free Fire không nhỉ? Hỏi chấm. Anh biết hôm nay là ngày quân của con trai cô lớp em tổ chức mà. Hả? Ngày gì của con trai? Không biết hôm nay là ngày gì sao ngồi được cô tổ chức. Mẹ mày hai bạn đi đều không ngon. Mẹ mày vãi cứt. Thuê em mày, em lên không được hả? Bạn đeo sim bạn cuối cùng này. Ui nhưng mà bạn đeo sim đắt bỏ mẹ ra 70.000 một tiếng à. Bạn mình là mạnh. Ờ mình là Dũng đi. Mình là Dũng. Bạn có chơi Free Fire không? Mẹ bạn thì cũng không ngon. Mẹ mày vãi cứt. Không bạn nào đang ngon à? Thề. Rồi tao gọi để tí nữa bạn red thì thuê. Mày lú mày cứt thề. Chắc bằng tài khoản Play Duo mà. Đúng rồi. Thuê chị Linh Ngọc đúp kìa. Thôi chị Linh Ngọc đúp không gánh nổi. Không đỡ nổi. Mạnh ngu nhớ anh sao đó, mạnh ngu à. Dũng không nhớ anh sao đó, Dũng à. Không nữ thì chị Việt không. Thuê chị Lê La kìa anh Việt. Lê La. Đâu, gu kẹo là chị nào. Hả? Chị Việt La. Đâu, chị bé La đi. Úi trời ơi. Chị Việt không ngu em. Vậy cứt nhỉ. Hay làm chị Thuê Việt chị tay hơn đi. Có anh Thành Lê Xin này. Chị này cũng được này, 60.000 tiếng này, chị cốt play kìa. Ơ kìa anh Việt. Chị nào? Đâu mà chúng mày thích chị nào? Mi Mi Trang 1 á. Ở cái cạnh cái ông gì ấy. có chị Hạ Du Di thật này. Đâu? Bên cạnh cái ông gì đâu? Mi Mi á. Mi à mày 80.000 một tiếng mẹ. Vãi cứt. Thôi bưởi. Có à. Uầy chị Búp Măng Xinh trả lời rồi nè. Có à nè. Anh Nhiên quất luôn, quất luôn. Mẹ mình có lên thuê chị chơi không nha. Anh em chốt một câu đi. Có hay không? Chốt đi anh em. Không ấy. Và chị nhìn cũng được mà. Chị cũng rẻ mà, đâu có bao nhiêu nhỉ? 50.000 một tiếng thì cũng tạm được. Cũng không đắt lắm, không đắt lắm anh em ạ. Anh Việt ơi, anh Việt. Anh Việt ơi. Cái gì? Thằng Du Di nó bảo nó chơi với. Chẳng Du Di có mic đâu. Thằng Mạnh Ngu có mic không? Nó đúp nó biết cái gì đâu. Mà là đâu để rep lại nhỉ? Lấy lấy là gì nhỉ? Lấy là mình là trường. Mình là trường phát ép luôn mẹ đỉnh vãi cứt. Đâu nhỉ? Từ từ. Đánh hiện chat đi cái. Nếu là anh ghi là tên là Việt cho khi họ không lấy tiền không Việt ạ. Đâu từ từ để anh rep cái. Anh vô anh có thằng chung cái túi scam mà của là túi tên này. Thuê bạn 1 giờ nhé. Bạn lạnh không? Mẹ nhưng mà một tiếng cũng nhiều quá nhỉ. Anh biết ơi, thằng ngu gì sợ cam ạc thằng nào ấy này. Anh thấy cam ạc thằng nào? Ngu đi biết cái gì đâu phát biểu nhặng. Anh thân nó đi sợ cam ạc. Từ từ chờ bạn ấy rep đã. Thằng ngu gì đúc nhiều lắm anh Việt ạ. Ngu gì đúc nhiều lắm. Mẹ nhưng mà bây giờ anh em mình phải bỏ một thằng ra. Bỏ vote. Bỏ thằng nào bây giờ nhỉ? Vote. Khổ vãi cứt.
Em thay tên khuyên Tống thành tên mới rồi nè anh. À, ok em, à, tên đẹp đấy nhỉ. Bấm like đi em. Mất thằng Ruzi bé. Bỏ anh ra. Mình mới phát biểu được không uy. Thằng Ruzi bé lắm. Mình thuê bạn một tiếng nhé. Bạn rảnh không? Kéo trả lời. Trường đây. Đấy nhá, mày thấy không? Mình là Mạnh, không thèm rep. Mình là Dũng, không thèm rep. Mình là Trường, thèm rep luôn kèo ạ. Đỉnh đấy, kèo. Được đấy, được đấy. Mình là Trường. Anh biết không biết em nổi TikTok à? Anh được quá, anh cứ tình em ạ. Cứ thằng nào chị Thùy Linh on kìa anh. Đâu, chị Thùy Linh đâu? Đây á, à, đây là chị Linh Quân mà. Chị sao bạn đi không rep nhỉ? Có được. Có được. Không, không. Bạn không ạ. À. Nếu thích rep mày ạ, à, cái thề. Thế mẹ chị Ruzi anh kia đã cho anh. Chị Ruzi đã bảo là chị Ruzi núp không gánh nổi đấy còn. Ơ tôi chết. X mẹ nó ấy đi rồi. X mẹ nó chrome đi rồi. Chị... ăn cứt rồi. Đỡ nè. Mày bốc cứt thật rồi em ơi. Đỡ nè. Ai đỡ, mày đỡ ý. Mày cứt nè. Cài cài. Bây giờ có hết tin nhắn rồi à? Gì? Chưa rep em ạ, mẹ thề. Dạ chị. Em không nói mẹ thì người ta còn biết nào. Mẹ ăn cái giờ xấu. Anh biết anh bỏ kinh tế cao hơn một tí anh thuê với à ấy. Anh có tiền thuê thì anh không trả em 20.000 đi. Cái gì? Có tiền thuê trả em 20.000 đi. Em ơi, mày có trả lợi anh không? Đợi, mày từ từ đợi anh xin lợi ông xin đã. Đợi anh xin lợi ông xin đã em ơi. Nó có chơi không nhỉ? Mẹ em có nảy thề. Cú anh cứ... Đứa khác. Đứa khác nha. Em thích ghép. Rất là mất thời gian nha, đúng không anh kìa? Cay với liền thể. Mất thời gian như là mạch. Khổ. Ôi, có chị Bô này, mẹ chị Bô này, mẹ 80.000 một tiếng. Đúng không? Mẹ chị này 98.000 một giờ, ôi, giảm giá 2.000 này, đang sale. Chị Mimi à? Ôi, lần trước anh em mình thuê chị nào nhỉ? Mạnh nhỉ? Chị Mi đấy, hình như đúng chị rồi. Chị Mi đấy à? Ờ, thế. Lại lại gặp lại sau một năm nhỉ? Đó, xem mặt lại. Phải chị Mimi này không? Đâu rồi? Xem mặt đây. Đây, phải chị Mimi này không? Đâu? Đây nè. Ơi, đúng mẹ rồi. Đúng mẹ rồi. 70.000 một tiếng. Mẹ, chị Mimi đắt quá. Từ, để chị Mimi vào. Danh sách chờ đấy. 70.000 đắt vỏ mẹ. Bé heo à? Thế... thế thằng kia nó donate tận 3 lít rồi mà luôn đi chốt mẹ một chị. Hay là mẹ lại chị Mimi nhỉ? Chị Mimi cũng nhiệt tình chứ đúng không? Mẹ cũng kết bạn Facebook với Mạnh rồi đúng không? Thế đấy ở trong quân đoàn chị ấy còn gửi kết bạn cho thằng Huy mà. Đúng rồi, rồi thì được thế thì chị Mimi luôn. Kết bạn Facebook chat. Anh. Anh viết thì anh không thì bạn. Mình là Huy. Mình cười cái gì bướm? Anh biết cho em nói ra, anh biết cho em nói ra. Cho em nói ra. Cho em nói nha. Anh khóa tiểu sử đi à, nó chat phát à, nó tìm phát là biết anh like rồi. Thì đây trước biết rồi, không biết cái gì. Thì anh em mình gặp lại, mình là Trường. Lại tiếp tục Trường đi, lại lôi cái tên thằng kẹo ra mẹ ơi. Chat mấy gái đi. Hợp lý mấy cứt. Thế chị mèo Simi à? Im đi, về nhà mà cãi nhau. Chị thế chụp 1 triệu một phút. Im hết đi. Về nhà mà cãi nhau. À không được. Nhưng mà chị này bảo hát không hát. Mạnh ơi, chị này bảo hát có hát kéo đâu. Chị này chỉ biết chơi game thôi. Đúng rồi. Mà chơi game thì cũng ở tầm chung chung thôi. Dưới anh em mình anh không dưới mày kéo ạ. Dưới anh em. Chị này không biết hát. Thuê chị nào cái gì đấy. Tôn trọng phụ nữ nào em ơi. Thuê chị nào 400k đi anh. Tao đã bị điên đâu. Dũng.
Mày vào mà thuê này. Rồi rồi, cứ chơi đi, để tí nữa chị rep thì nhắn tin xong nha. Nhưng sao mất đã. Chọn nốt chị nữa đi. Rep rồi đấy, vậy thôi chắc là dính của đấy. Chưa rep, chưa rep. Có chị mị múp luôn này. Thằng kia bảo thế cháu múp múp này. Chị mị múp này. Lại cứt nhỉ. Rồi. Nhìn chị này trông khó tính vậy cứt. Mẹ, chụp ảnh cau có vậy lìn này. Chơi ngu chị chửi cho à. Sẽ có Gia Huy ở trên này nhỉ. Chơi ngu chị mẹ chúng mình chơi ngu đi. Thuy bé dư. Tạm ra như thằng kia là thằng đặng nguy hiểm. Ôi, chị này cũng rẻ này. Quan 3K 308. Được không nhỉ? Nhìn như địa anh vậy đấy. Đấy là đây là gu của anh rồi, gu cả mắm luôn kìa. Đấy. Tiền ít thì đừng có đòi hít hoa thơm. Mẹ mày nhắn tin cho 5 chị mà đúng một chị rep. Chị rep xong chị không đẹp rep lại. Mẹ tên thằng Trường có vẻ là không hợp lý lắm Trường ạ. tên thằng Mạch, tên Mạch bé, Mạch bé. Ờ, tên không ấy, để tên Thọ. Là khéo là dính mồi này. Để tên Thọ. Tên Du anh Việt. Chào bạn, mình là Thọ. Bạn có chơi Free Fire không? Quang Thọ ấy, Thọ ăn hơi đấy đi, bảo là Quang Thọ ấy. Được rồi, anh sẽ đóng vai là Quang Thọ nhá. Được rồi, được rồi. Đợi tí, để tìm chị nào. Ta sẽ lấy tên thằng Du Di ra xem nào. Anh Việt. Trước khi, cái lúc mà hồi một năm trước ấy. Chị này thuê cả. Nhưng mà thuê này cũng ngẫu nhiên với cứt nhỉ. Hiểu bao nhiêu người ấy. Em thuê ba tay em rách nghệ áo rồi. Từ đó mua em rách rồi. Chị mi sinh. Chị mi sinh không? Được rồi. Chát. Vậy cứt nhỉ, chị mi sinh này làm y tá đấy. Thì bài đặt tiếp là Quang Thọ ạ. Thì bài đặt tiếp là thơ. Mình là Quang Thọ. Anh đừng có vội gửi. Đừng có vội gửi. Tiên anh gửi chứ anh chỉnh cái chữ rõ chứ không kia là chữ không đi không nó mới cu te mày không biết gì không nó mới cu te hum anh biết hum chứ hum nghe như thằng khuyết tật đi hum các bạn ơi áp gì đang á mà lấy duo em ơi. Áp để donate ấy, mày có thể donate cho anh bằng Play Duo đấy. Chị đéo rep thề, mẹ mày cú vậy cứ. Anh Việt không làm thuê anh thì không làm bỏ một số tiền lớn ra thuê anh vậy. Anh có 10 triệu một tiếng thuê em. Thuê anh có 10 triệu một tiếng thôi. Anh được anh tỉnh khách. Thôi, thằng kẹo mấy thằng bướm nhờ anh slot đi để anh làm bán danh nha. Tí nữa có bạn là anh gọi sau. Này anh em ơi. Mày cứ kết bạc mày cứ. Chưa rep mà là rep anh khắc bảo. Chưa rep. Anh có biết đâu. Con này rep chó thế nhở. Mẹ mày thề. Chơi không còn đéo thèm trả lời. Đã thì bố phải đéo thuê nữa. Xóa. Mẹ thề. Rep rồi kìa. Ủa mày cứ. Chưa rep. Giờ anh slot đi nhanh nhanh để con tem code. Nhanh. Nhanh lên đúng không? Mẹ mày đăng ký thôi. Khẩn trương. Những thằng nào nhường. Thằng Mạch với thằng Duzi nhường. Mày mới thằng Duzi nhường đi. Mạnh với Duzi nhường. Nhanh khẩn trương. Lâu lắm rồi em không chơi. Lâu rồi em không chơi. Thuê bị múc. Mạch. Ôi giời ơi. Mạch ơi. Nhường đi. Nhanh lên Mạnh ơi. Đấy thì anh Việt lại là em. Là mày đây. Chơi gà rồi thì còn hỏi lý do à. 2974494 Vui lên nha. Thầy bị múc. Được. Nhắn hết các chị đi à. Mấy chị này không on. Tại vì giờ kiểu người ta thuê không đều lắm nhở. Các chị này mấy cả năm chắc đổ được một người thuê. Mấy chị
để đắt bó mẹ ra thề. Cay vãi cứt. Để 80.000 một tiếng. Mẹ ngồi chơi game 80.000 một tiếng. Ôi có chị thu gần rồi. 69.000 à? 70.000 à? Được đấy nhỉ? Anh biết, anh bảo. Anh bảo anh ghi cho anh tl cái. Cái gì? Anh bảo là ghi cho anh tl cái. À đây, tối mình mới rảnh ạ. Mẹ mày thế thì thôi. Thế tôi xin lỗi bạn. Tối mình mới rảnh. Thế thì cút mẹ đi. Du gì anh Việt cho mày sờ cái. Em chưa hề thương nhớ. Vì là khi nhìn thấy đôi mắt người xoé tròn. Anh Việt ơi, anh Việt, thằng Du gì nó bảo nó muốn sờ của anh. Sờ lót à? Không, xin lỗi. Em muốn slot của anh. Cứt đấy nhỉ. Vì là khi nhìn thấy đôi mắt người xoé tròn làm cho bao chẳng nào bướm ơi. Ôi không phải bướm à. Ui nó có trâu ăn. Nhìn tưởng bướm bướm. Là anh kẹt to đấy à. Là anh kẹt to đấy là à, con đĩ này nó dí theo anh nè. Mà nó có trâu ăn. Mẹ nhìn tưởng thằng du gì. Tưởng người quen thể. Cứu đi. Đừng vào đấy nữa. Đừng vào đấy mẹ. Uầy, có đúng bạn búp mang sinh trả lời thôi. Nhưng mà bạn búp mang sinh bận rồi. Để chặn. Xóa chat. Thằng Duy sẽ... Anh Việt thằng Duy sẽ cao. Sáu chị kia đi đâu nhỉ? Anh thuê em 5 phút 100k. Em ơi mình đừng có phát biểu. Quay lại có su kìa bún ơi. Gốc cây lút chưa? Chắc là lút rồi. Lút rồi. Vừa tiếng chân. Vừa tiếng chân kìa. Rất là nhiều. Ai? Bắn đi hết không bỏ hay. Bắn đi đừng chạy. Mày công lên mày bắn chết được. Ê chết không được. Ôi Việt gà mà. Mày à mày thề. Việt gà mà. Béo dầu kiểu gì à. Ui nó trừ 46. Mẹ mày vãi cứt. Cút đi. Khẩn trương. Đấy thằng nào cũng khiến anh gà anh 3241 594. Thuê đọc về. Nói chuyện với người cầm. Thuê người cầm. Thuê nói chuyện. Quang Thọ cũng không ấy lắm đâu. Đâu xem nào. Mạnh này, Dũng này, Trường này, Trường này, Quang Thọ này, lại Trường tiếp này, đều không được này. Để anh lấy tên Việt ra xem nào. Anh phải đi fan Trường. Trường như thằng thật biết thằng Trường nào. Chị này ấy. Chị này 69.000 một tiếng chat. Ghi bạn mình là Việt. Cứ phải lôi cái tên mình ra cơ. Việt là anh. Bạn có anh, chơi anh Free Fire không? Anh Việt anh phải ghi là hello mình là Việt lúc nắp. À mình là Việt lúc biển đây. Người ta biết anh là ai. Được chưa? Được con cặc à. Hello mọi người nhá. Tên Việt người ta block đấy à. Mình đừng có nói nhiều. Để người đẹp trai còn tập trung mắt. Dễ tháp mình phải ghi ghi thêm chữ Dũng có đang tươi ngoài biển kìa. Mày nhìn ra biển đi mày thấy Dũng kìa. Mày đã thấy được Dũng chưa? Nhạc nhạc kìa. Anh nói mình là Lộc đi là rép luôn à. Mẹ à. Nói là Lộc nó chửi cho ai. Nó chửi không lý do luôn. Nói cho nó Lộc không rép nó. Anh Lộc mất 20.000. Mẹ à, mày có anh đông thế. Ngu cái kia lẻ. Chả chết. Hỏng rồi, mày bảo anh ngu. Mày bảo anh ngu một cháu. Thằng kia chạy mẹ rồi. Thằng kia mẹ bỏ bạn. Yếu này, thằng này yếu này. Có mấy con bot làm được không? Để em lên này. Làm được không? Để em chạy từ khắp đến cứu hết tay. Lốc rồi. Cứu biển.
Tất cả chỉ là nhót đi mà. Ăn được không để em lên này, nút biển bắn được nó không? Tất cả chỉ là nhót nhót thôi. Thằng kia chạy mẹ rồi. Kia sợ, sợ cái trình của người đẹp trai quá chạy rồi kìa. Ây à! Mẹ! Bóp lộp! Cú thế nhỉ? Nó hảo trần nhá. Mẹ bị chớm nói tên mình là Lộc, cái nó chửi cho mẹ, nó không cần nhìn. Nó không cần đọc hết chat, nó chỉ cần đọc đến đoạn mẹ mình là Lộc thôi. Nó cứ thế nó mẹ bị rap battle cho nghe mẹ. Nó chửi cho thì thôi rồi luôn, đi đừng có Lộc và làm cái gì cả. Thôi xem rồi. Đéo ai rap nhỉ? Ờ, mẹ thần kỳ vậy cứ. Bà lên đua giờ không ai thuê gái đấy nhỉ? Không ai lên, ai lên thuê đấy thì không ai rap nhỉ? Ơ yếu này, biết hai gì dậy? Yếu rồi. Ngu dậy bưới. Ngu gì, kỹ năng cả anh đây. Ê, anh Việt ơi, ví dụ em ngu nhá, em không đứng nước biển như anh. Đừng có đùa mấy thằng này. Cứu anh cô đô ơi, cứu đi. Nó lên đi anh, nó chú anh nha, nó xuống nha. Biết cái gì? Đằng sau nó đi xe lên kia. Ô mẹ thật à, sao mày biết? Em xem cô đô. Mẹ thằng cú đô nó không thèm bảo gì. Định hãm hại người đẹp trai à? Em mới đông em ơi. À, châu gân. Mình gà thế. Trời ơi, ba đứa, còn ba thằng, hai thằng châu gân, một thằng xoạt gân. Ô, không ai rep thật em ạ, mẹ ơi. Mấy bạn này toàn đi đâu rồi ấy? Cái gì nữa? Kêu anh đi nào. Nhanh làm ơi. Khẩn cái chương. Thằng nào rẻ cái thính ở đây còn đợi đến lúc thính thì chạy kiểu gì? Anh kia. Anh Việt lúc biển một mình cô đơn nên rủ thêm một người nữa lúc chung cả anh. Dũng ơi. Thế không ấy thì mình cứ phát biểu nhặng lên đấy nhỉ. Kém nhỉ. Suốt ngày phát biểu nhặng lên. Mình tóm anh em ạ. Bán sau tạo phẩm tăng bao UAV để. Tí em anh đẹp, tí em bật like tăng bo luôn. Tí đấy tụi. Kéo ơi, cái clip tăng bao UAV của anh em mình được 1.1 triệu view rồi đấy. Tí anh em mình làm lại mẹ, lập lại kỷ lục đi. Đuổi anh này. Anh biết thế mà em không được nhìn nào ấy. Mày muốn được như nào? Em muốn đăng thêm nợ lên 50. Im đi. Đợi anh xếp nợ xin xong anh trả mẹ cả gốc lẫn lãi em ạ. Đợi anh xếp nợ xin xong đã. Đợi xin đang nợ tiền anh này. Để xếp nợ xin xong đã. Tôi 30, muốn anh Việt già này, tôi Nam chết rồi. Sao Nam này chết rồi? Why? Chúng ta đi bắn nhau mình. Thôi Nam ơi, lùi Nam đi. Ai rồi rồi? Anh Việt nhảy vào cứu đi, đi chạy anh. Cứu anh cứt à mày? Cứu một thằng gà như mày lại đổi lấy anh thì dở hơi à? Một người đẹp trai như anh này đi đổi lấy một thằng không có trình như mày thì nó có bị thần kinh đâu. Cứ vòng đi, anh Việt không có tiếng nói ở đây nha. Trời ơi, giờ lỗ xe là bốc cứt. Anh còn hết hưu cơ. Anh Việt không có tiếng nói ở đây nha. Mẹ anh còn hết hưu cơ em ơi. Anh không có tiếng nói ở đây nha. Lại lại đâm vào trả. Chả đúng còn gì nữa. Đừng xin cứ lý do lý chấu hoài. Anh biết cứu em đi cứu bọn nó, cứu em đi cứu bọn nó. Cú đô gà lắm. Đây đùa. Mình thằng nào ổn thế? Yêu. Người ngậm không biết được cái gì. Anh biết ơi, thằng nhà vua ở đây này, thằng nhà vua ở đây này. Đâu. Bỏ đi, mày đi cứu đi, bỏ. Mày đừng có bắn nó.
Nhanh, nhanh, nó tha cho thì được, nhanh, nhanh, nhanh. Trên của mày không bắt được nó. Đấy, này, hai thằng này. Đã bảo rồi. Thì em có bắn thua đâu. Mày ra đen cứt à? Em đợi em nhảy xuống cứu vàng. Có 400 thì không trả. Em ơi. Đợi anh xin lợi thằng kẹo đã rồi anh trả mày. Cái gì nữa? Trời ơi, em phệt giả. Vừa cứu xong. Em phệt giả. Vòng vòng xe dẫn. Vòng vòng xe dẫn em ạ. Vòng vòng xe dẫn thật. Sao ở đây không có ai. Mình vòng xe dẫn. Nếu có thằng bắn phát mình phi đi luôn. Đây, hướng đây đây có một thằng đằng sau. Đằng sau. Im. Chết. Phát điểu nhặn lên. Chết đằng sau. Bảo gì không nghe. Không lo rộng không phải lo à. Không phải phờ đâu à. Không bao giờ nghe người đẹp trai bắn hai bắn nhanh gì. Không có phải phờ lo làm cái gì cả. Bắn tọc nhau cho nó tính máu. Nên mình cả tính đúng hết. Mình đã cứ bảo rồi. Không có trình thì im cái mồm đi. Gà vãi. Chỉ biết đi nước biển là giỏi nhất trên đời rồi. Không ơi, mình im cái mồm đi được không? Chỉ biết đi nước biển là giỏi nhất trên đời. Phi và Vo đây anh em ạ. Làm 3 cháu. Làm 3 cháu rồi. Và Phi và Vo làm thêm 7 cháu nữa. Tròn 10 kill cho tròn nhá. Anh biết đấy, thằng nhà cũ ở đây này. Khổ quá nhỉ. Anh chơi nó này, anh chơi nó này. Biết chết. Nhà vua thì ăn cứt rồi. Kẹo ơi. Không ai cứu anh. Ăn cứt rồi. Ôi giời ơi. Thôi, chính thức là bốc cứt rồi. Đừng có đùa mấy thằng này. Mày nghe chưa? Này, tự giác đấy. Anh có thấy cảm giác của đi săn kẹp rồi đây, tất cả tại anh Việt đây. Cái gì nữa? Tất cả tại anh Việt đây, nó đi săn cảm giác từ kia. Nó yếu nè, nó yếu nè. Mày anh không có ấy nhỉ? Anh không có lựu đạn nhỉ? Thằng yếu xìu thể. Biết không tính tiền. Chạy thôi. Nó đuổi người đẹp trai kìa. Đến thính này có đứa đang hút. Hỏng rồi kẹo ơi. Em cũng hỏng. Cứu với. Hỏng thiệt rồi, hỏng thiệt rồi. Ngon mày phóng nè. Phóng lên nóc cửa anh kia đây, phóng lên nóc cửa. Đây đây đây, phóng đây, phóng đây. Mày cũng trên này hả? Mày cứt nhẹ. Em lướt được cây M79 này. Sao mày lên được đấy vậy? Em vừa mày phóng mà. Mày phóng em đặt mà. Em lướt được cái thêm đấy mà. Cứ ngu ngu rồi anh ai hỏi mà trả lời. Chắc lại nhảy lên quả keo của em. Không biết đặt là cái gì? Biết đi nhảy kia thôi. Nhìn người có trình người ta xử lý này. Lốc rồi, chốc lời, lốc rồi. Nó tên là trồn lùi kìa. Nó tên là trồn lùi kìa. Anh biết hai thằng này, hai thằng lít này. Trả lại em yêu chiếc khăn trồn lùi. Nó gạt mẹ rồi. Kéo hỏi anh nhá, có địch sủa to lên nhá. Đã bảo rồi, có địch sủa to lên. Bò xuống. Mày ngồi mấy cách đằng sau thì có địch thì sủa to vào. Đấy đây. Lốc rồi, lốc rồi, lốc rồi. Nữa ha. Em bắn nhầm cây mà bị chết. Bảo là có địch thì sủa to lên. Đây. Ai à? Ai à? Ai em ơi, nó lốc rồi. Cứ ngu 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 rồi. Nó lại nhảy xuống kìa. Kéo ơi, trên này này. Kéo ơi. Làm cái xuống xa. Mẹ nó đạn rồi. Em ơi. Cái lìn ma. Gãy mũi bị bắn trời. Bắn nó đi em. Ôi giời ơi. Kém quẩy thế chứ nhỉ. Dạ không để đâu hết. Đã ai trả lời cho nè. Chưa ai trả lời cả em ạ. À. Mẹ mới thề. Đánh bo đi. Từ từ từ. Đánh bo đi, đánh bo đi. Kệ người ta. Thế thôi đỡ tốn tiền. Anh biết tăng bo đi, tăng bo. Mày tạm áp đi, mày tạm áp tăng bo thêm 2 đi. Nhanh. Anh biết thế thì em, anh biết. Gì?
Em cái chiến thuật này anh tắt mic đi, chỉ chia sẻ em với anh biết thôi. Ờ, đâu đâu đâu. Tắt mic đi. Ờ, cơ. Chưa. Rồi. Cái gì á? Còn đấy không được đâu. Không được. Mang con tăng máu ấy. Mang con ăn địch tăng máu ấy. Mang tay nghe đấy á. Ngu thế. Mang con Nuketa ấy. Tạo. Ừ, mang mấy con cái tăng máu. Đâu rồi, con Nuketa đâu rồi, đây nè. Đó. Mấy cả bỏ con Maxim đi. Biết rồi, Maxim anh bọc được mà. Bỏ con Yuji đi. Ôi, được chưa, được chưa. Mang anh Four. Mấy cả bỏ Maxim đi. Mang con Epi. Đứng đố con gáo và bị con gì ấy, bị con gì ấy. Không, mang con Oliva ấy. Mang con Oliva ấy. Mang rồi, em đang đổi. Ừ, mấy cả mang nửa chạy được chưa, rồi. Ok chưa. Nhanh lên rồi, tao mẹ mày đi nhanh lên. Đang đổi kỹ năng. Khẩn trương lên rồi, ui. Em không có thẻ cho này mà tạo. Mạnh ngu tạng cái thẻ, cho hai mạnh ơi. Nhanh nhanh nhanh. Anh ơi, tại sao anh lại đẹp trai và thông minh hơn thằng bướm vậy anh? Mày hỏi nói. Anh biết anh thấy em mang kỹ năng chưa? Cái gì? Ô, bạn này trả lời cho này. Tôi có ạ. À. Uầy. Chơi luôn đi. Nhưng mà mẹ mày. Đi mày. Thôi. Mày. Thôi hẹn. Hẹn. Bạn chưa mai 11:30 nha. Giờ tôi giờ tớ bận rồi, tớ bận rồi, hi hi. Ôi, hẹn bạn bé thỏa chưa mai anh em ạ. Giờ ấy thôi, mạnh thằng kéo ngu lên đây. Ok. Thôi để hẹn bạn đi chưa mai anh em ạ. Bái lìm. Anh biết anh vừa đặt tên ai, người ta Z ấy. Anh vừa đặt tên ai ấy. Tên ai nhỉ? Tên Việt. À, mình là trường. mình là trường. Vẫn nâng cấp, cái tên chứ vẫn nâng cấp. Mình là trường. 200 máu mạch ơi, 500 máu tăng đến ngày mai à? 200 máu mạch ơi, cứ ngu ngu nhỉ. Vất quá anh, vất quá. Được chưa anh em? 5791-4807. Được chưa? 5791-4807 anh em. Anh đây, em chơi được tỷ chiến 200 trận thì thắng mẹ, 100 trận thua 100 trận. 200 trận. Tí em ơi. Nghe thấy không? Nghe thấy không? Em chơi tỷ chiến. Nhìn thấy đôi mắt người xé tròn. Làm cho bao chàng trai thường như em heo mòn. Anh Việt nghe em nói này, nghe em nói nhá. Nghe nói đi, này. Phát biểu đi. Em chơi tỷ chiến được 200 trận, thua 100 trận, thắng 100 trận. Đấy rồi, ô diết. Ô diết. Được chưa? 5791-4807. Vào game chơi anh em. Anh Việt tắt màn hình, cái gì đấy, vớ vẩn thế. Để anh vào studio không nó bị lộ doanh thu. 5791-4807. Mở khẩu này anh em nè. Được chưa? Are you ready? Mạnh sang tem của bướm đi. Hoặc là sang tem của tường đi. Có người yêu ngay. Trời ơi. Nghiện còn ngại. Chuyện này em đi thăm cả mát. Anh em này mật khẩu này, mật khẩu đi kéo này. Mật khẩu đi kéo ơi, mày từ từ khoan á, mày, à quên. Mạnh, à mật khẩu là 02 anh em, mật khẩu là 02 nhá. Mạnh đổi cho anh sang mắt đảo thiên đường. Mật khẩu là 02 nhá anh em. Mật khẩu là 02 nha. Đảo thiên đường. Đây là đảo thiên đường của mày à. Khôn thế. Đợi tí tôi tắt màn hình phát nữa để tôi vào Facebook đấy. Đây, nhắn tin với gái đây, nhắn tin chị Vân. Tròn làm cho bao chàng trai thường nhớ em heo mòn.
Thanh Thúy duyệt luôn, Nguyễn Minh Hiếu duyệt, Kim Anh Trương duyệt. Vô group đi anh em, link group ở dưới phần bình luận. Đỉnh vẽ cực thể. Bạn canh map gì rồi? Mặt. Vô group đi anh em, link group tôi ghi ở phần bình luận nè. Vô đi tôi duyệt luôn này. Anh em tải map đi, anh em tải map đi. Trong lúc này thì tại sao mình không chuyển kênh nhỉ? Tính toán tuyệt vời Việt ơi. Đúng rồi thấy. Anh em tạo map luôn rồi. Hay hôm nay like kênh VQC Gaming buổi trưa nhỉ? Rồi. Kênh ấy này, kênh Việt QC đi, Việt QC đi. Anh em ơi. Kênh này được 400 người đăng ký rồi, mọi người có thể đang bấm đăng ký giúp 1000 người đăng ký được không? Đợi tí anh em. 400 người đăng ký rồi, wow. Anh Việt bảo mấy cái thằng quan sát nó ra đi, chứ không đi đúc kích nhẹ. Em ơi đừng ở quan sát. À thứ kệ đi, cho quan sát đi. Đâu dấu máu đâu phải lo. Tải map nhanh, tải map nhanh lên. Giờ tôi sang kênh giờ tôi sang kênh Việt QC live tiếp nha anh em. Anh em xem tiếp thì sang kênh Việt QC nhá. Việt QC nhá anh em. Ok mới. Lô mạnh này, mạnh này. Mạnh này. Mẹ. Em. Kéo ơi, kéo ơi. Kéo ngu ơi. Chơi anh em. À chat rồi nhỉ? Rồi ok. Link kênh tôi gửi dưới phần bình luận nhá. Đâu nhỉ? Quay Phúc ở group đó không anh em? Bố đi, Phúc thay đổi phát đình hiệu. Đâu xem nào. Việt QC. Đây anh em ơi. Kênh mới anh em ơi. Control C này. Link kênh tôi gửi dưới phần bình luận nhá anh em ơi. Đó, link kênh tôi gửi dưới phần bình luận đấy. Anh em ấn vào link kênh để sang được kênh mới. Hoặc là anh em lên YouTube gõ là Việt QC nó ra. Ok anh em. Còn bây giờ thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Tải map nhanh lên, tải map nhanh lên. Nhanh lên bưởi ơi. Làm trận tăng bo anh em ơi. Ok bưởi ơi. Anh em bấm đăng ký đi, nhìn người đăng ký để tạo làm kênh đấy cho á. Anh em 1 tiếng 59 phút rồi, tôi đổi kênh nhá. Nhớ nhá, Việt QC nhá anh em. Đây, nó chính nó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye con này, tạm biệt.